Chương 561, đối chiến Diêu Thị. Ngày thứ hai của giải đấu, độ kịch liệt còn vượt qua ngày đấu loại thứ nhất, những người có thể đi đến vòng này, phần lớn thực lực đều rất mạnh, nhưng mà cho dù như nào, muốn thu hoạch được thắng lợi, đều là phải liều mạng đem hết toàn lực ra thi thố, thậm chí có thể liều mạng dẫn đến lưỡng bại cầu thương, mới mong có thể tìm được thắng lợi mong manh. Sau khi đợt thứ nhất nhẹ nhàng trôi qua, đợt thứ hai với khí thế hừng hực tiến hành, giữa sân dự thi hai người lần lượt lên sân đấu, trải qua cuộc tỷ thí cực kỳ quyết liệt, một người vui mừng và một người buồn bã rời sân. Trên đài cao, tiêu viêm nhìn ngô hạo giữa sân đấu đang bị đối phương áp chế xuống hạ phong, nhịn không được thở dài một hơi. Hôm nay hắn vận khí của hắn thật không tốt, rút thăm ngẫu nhiên đối thủ, lại chọn đúng một gã đứng trong nhóm người cường bảng cao thủ. Ở cấp độ này, tranh lệch một cấp là có sự khác biệt rất lớn. Như lúc này đây, ngô hạo liều mạng sử dụng toàn bộ sức mạnh, những cũng là từng bước từng bước rơi vào thế hạ phong, tới giờ phút này, cục diện trận đấu cơ hồ đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay đối thủ. Ngô Hạo có thể đến vòng này xem như là đã thành công, nếu như gặp đối thủ trước bài danh trước 20, thật ra có thể liều mạng, chẳng qua vận khí cũng kém một chút, gặp được một gã đứng trong nhóm 10 cao thủ cường bảng, mặc dù vậy, có thua ở trong tay đối thủ này, với tính tình Ngô Hạo thì cũng sẽ không hối tiếc đồng nhi có chút khẽ lắc lắc đầu, cười nói, "Ừ." Tiêu Viêm cười gật đầu nói, "Ngô Hạo căn bản không vì 10 cao thủ đứng đầu mà đến, hắn tham gia, thi đấu mục đích chủ yếu chính là muốn cùng cường giả nội viện chân chính" đánh giá thực lực bản thân, hôm nay đối thủ của hắn như vậy, đã hoàn toàn thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cho nên, dù thất bại, hắn cũng sẽ không quá thất vọng nhưng mà Tiêu Viêm ca ca, phải cẩn thận một chút với Diêu Thịnh, người này cũng có vài phần thực lực, khi đối chiến phải cẩn thận đó Huân Nhi ôn nhu nhắc nhở nói. Yên tâm đi Tiêu Viêm mỉm cười, hắn đã từng cùng Diêu Thịnh giao thủ một lần, hơn nữa có sự nhắc nhở của Tu Nhai, bởi vậy, hắn đối với người này đã có chút hiểu biết, tự nhiên sẽ không tồn tại tâm lý khinh thường. Toàn trường có 24 người Nói cách khác, trải qua trận đấu hôm nay có thể lưu lại 12 người mà thôi, dựa theo quy củ của giải đấu, trong 12 người, sẽ tùy tiện tuyển ra 6 người giao phong để chọn vị trí trong nhóm 10 người đứng đầu. Người thắng có thể cùng 6 người may mắn khác trực tiếp tiến vào nhóm thập cường, đồng nhi nhẹ giọng nói. Ách, nói như vậy, chẳng phải là chỉ có 6 người bị chọn chúng phải thi đấu, còn lại là không cần thông qua thi đấu, liền có thể đi vào nhóm thập cường. Nghe vậy, tiêu viêm nhất thời kinh ngạc nói đối với 6 người bị rút ra này mà nói. Có phải là có điểm không được công bình ha ha nào có chuyện tuyệt đối công bình huống hồ có thể tiến vào vòng cuối cùng đều chân chính có thực lực tiến vào nhóm thập cường khi thực lực đều tương đương tự nhiên cũng là cần phải có một chút vận khí trong đó nữa huân nhi thản nhiên cười nói cười khổ gật đầu tiêu viêm bỗng nheo mày nói sáu người tỷ thí chiến thắng ba người mà số lượng không tỷ thí là sáu người tựa hồ còn thiếu một người a huân nhi khẽ cười một tiếng nói ngươi phải chăng là đã quên đi tiểu cô nương bướng bỉnh tử nghiên sao, lấy thực lực của nàng, vị trí đệ nhất, sợ là không thoát khỏi tay nàng rồi. Tiêu viêm dùng mình, chợt mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra hắn đem điều này nói ra, tối trọng yếu là không muốn quên tiểu hài tử kia. Quay đầu đem ánh mắt hướng trận đấu giữa sân, tiêu viêm không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này ngô hạo đã hoàn toàn bị đối phương áp chế, không còn lực để phản kích, ở mỗi lần đấu khí va chạm nhau, đấu khí bao phủ thân thể trong khoảnh khắc bị đánh tan, Đối thủ này xuống tay cũng không ngoan độc, vẻn vẹn chỉ là thi triển lực đạo, ý đồ là muốn chấn bay ngô hạo ra khỏi sân. Thể thay bay ra khỏi sân, ngô hạo cũng có chút rõ ràng, đối với người thắng lợi trên đài liền ôm quyền, sau đó xoa cánh tay, khoái miệng cười ha hà trở về trên đài cao. Tên kia thật mạnh, không hổ là nhóm người cao thủ cường bảng, ta dùng hết mọi thủ đoạn, ở trong tay hắn chỉ có thể kiên trì được 30 hiệp, hơn nữa lần này đối phương đã hạ thủ lưu tình, đến trên đài cao. Ngô Hạo hướng về phía bọn người Tiêu Viêm sợ hãi than, "Không có việc gì chứ?" Nhìn biểu tình vui sướng của hắn, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, người này bị đánh thành như vậy còn có thể hưng phấn được. "Hắc hắc, da thịt bị thương, nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi." Ngô Hạo không thèm để ý khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được thanh âm già nua của trọng tài trên cao truyền xuống trận đấu tiếp theo, số 7, "Ách, hình như đến lượt ngươi lên sân đấu." Nghe được lời nói trên đài cao truyền xuống, Ngô Hạo dùng mình chợt đẩy đẩy tiêu viêm, hắc hắc cười nói. Tiêu viêm cũng nghe được thanh âm kia, lập tức cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới phiên mình. Chậm rãi quay đầu đi đến, ánh mắt quét về phía đài cao đối diện, nơi này, Diêu Thịnh cũng ngẩn ra, chợt khuôn mặt hé ra nụ cười âm nhu, nhất thời cười âm hiểm. Tên kia cũng thật là kiêu ngạo. Ngô hạo bĩu môi, chợt vỗ bả vai tiêu viêm nói, nhưng cũng đừng có mà thua nhé, bằng không, với tính tình của tên kia, sợ rằng sẽ không thiếu điều làm nhục đối thủ đâu yên tâm đi hắn không có cơ hội này đâu tiêu viêm cũng đem ánh mắt đen âm lãnh hướng tới diêu thịnh nhìn lại cười lạnh nói tiêu viêm đừng có mà thua đó một tiếng cười khẽ vang lên cách đó không xa bọn người tiêu viêm nghiêng đầu lại nhìn nguyên lai like là nhóm của lâm tu nhai hấp dẫn ánh mắt chính là nhân vật trung tâm hành động của lâm tu nhai tự nhiên hấp dẫn những ánh mắt trên đài cao hướng tới trên người tiêu viêm nghe những lời này tựa hồ xuất thủ kế tiếp là hắn hướng về phía nhóm người lâm tu nhai đáp lễ mũi chân tiêu viêm điểm nhẹ trên mặt đất nhàn nhạt ngân mang ở lòng bàn chân thành hình trầm thấp như tiếng sấm một đạo bóng đen chợt hiện ra giữa sân nhìn cách xuất hiện ở trong sân của tiêu viêm trên khán đài mọi người đầu tiên là dùng mình sau đó thần tình kinh hỉ trải qua việc tạo nên trận đấu kịch liệt với bạch trình ngày hôm qua đã không còn ai lại đối với thực lực của tiêu viêm xem nhẹ hiện tại nhìn thấy hắn lại xuất trướng tất cả đều có cùng một cảm giác muốn mở rộng tầm mắt hừ kết cục trận đấu sẽ có nhanh thôi mặt khác trên đài cao Liễu Phỉ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trên sân đấu, khinh thường bĩu môi, quay đầu ném cho Diệu Thịnh một ánh mắt hung nhuyễn, nếu bị thất bại bởi tên kia, về sau đừng có xuất hiện bên người ta nữa. Khóe miệng Diệu Thịnh nhướng lên, trên khuôn mặt hiện lên một chút âm nhu tản nhẫn, yên tâm đi, Phỉ Nhi, ta sẽ theo lời ngươi, đem tên kia đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe Diệu Thịnh nói như vậy, Liễu Phỉ mới vừa lòng mỉm cười, đối với thực lực của người trước mặt, hắn chưa từng hoài nghi, đôi mắt đẹp hướng tới cô gái áo xanh đối diện trong lòng hung tợn nói một tiểu tiện nhân xem sau khi tiêu viêm bị đả bại ngươi còn có cái gì để mà kiêu ngạo cẩn thận một chút tiêu viêm kia cũng không phải là đối thủ tầm thường nhắm mắt dưỡng thần đến bây giờ liễu kinh mày có chút khẽ cao lại mở mắt nhìn diêu thịnh sắp xuất trướng trầm giọng nói lão đại yên tâm đi loại người này cũng không cần ngươi tự mình ra tay có ta vậy là đủ rồi diêu thịnh khóe môi nhách lên nụ cười âm lãnh thấy liễu kinh coi trọng tiêu viêm kia như vậy trong lòng hắn hơi có chút không vui Hôm nay rốt cục đã có thể trực tiếp quyết đấu, hắn muốn cho Liễu Kình biết, người kia chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi, dễ dàng đánh bại, căn bản không đáng để nhớ đến, Diêu Thịnh thân hình chấp động, lập tức nhảy xuống sân đấu, khi sắp rơi tới sân đấu, đấu khi tại hai chân bạo phát, đem tốc độ rơi chậm lại rất nhanh, cuối cùng nhẹ nhàng chạm đất, không xuất hiện chút bụi nào. Hóa ra là Diêu Thịnh, chẳng trách nói thực lực hắn hôm nay đã đủ để tiến vào nhóm 15 cao thủ của Cường bảng, đây chính là một kình địch chân chính a đúng vậy diêu thịnh hơn bạch trình rất nhiều mạnh mẽ hơn không ít trận đấu này chắc sẽ rất hấp dẫn không biết tiêu viêm có thể tiếp tục vượt qua hay không không biết được đâu với đấu khí của diêu thịnh cũng làm cho một ít nhóm người cường bảng cao thủ cũng phải kiêng kỵ lần này chưa biết hưu chết về tay ai ạ à? hiện tại không thể đoán trước theo diêu thịnh tiến vào sân đấu khán đài phía trên nhất thời vang lên từng trận khe khẽ bàn tán hiển nhiên đối với hai người trận đấu hai người này bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn không để ý tiếng bàn tán xung quanh bàn tay tiêu viêm chậm rãi nắm huyền thước trên bả vai, đột nhiên hạ xuống, trọng thước xẹt qua không khí, vang lên tiếng rít bén nhọn, vô hình kình khí đánh lên mặt đất, xuất hiện một dấu vết nhàn nhạt. Ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt âm nhu đang hướng về phía mình không có chút hảo ý của Diêu Thịnh, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng gợn lên một chút lạnh lẽo. Diêu Thịnh ba bốn lần khiêu khích sớm đã làm cho trong lòng Tiêu Viêm có chút khó chịu, lúc trước cũng đã từng nói sẽ gặp nhau trong giải đấu, Hôm nay thực sự gặp phải, hắn tự nhiên cũng sẽ không có chút lưu thủ. Ngươi chẳng qua là tên may mắn mới có thể thuận lợi đến được đây, chẳng qua vận may của người đã hết, để cho ta giúp ngươi dừng lại thôi. Trong ánh mắt diêu thịnh xuất hiện hàn quang âm lãnh, hai tay vừa lật, hai thanh thủy thủ màu đen hiện ra, thủy thủ dài chừng nửa thước, thân đao phía trên có chạm mấy hình dạng cổ quái lõm vào, trong đó ẩn ẩn màu đỏ sậm, giống như máu tươi ngưng kết, lộ ra một cỗ huyết tinh chỗ lưỡi dao tại chỗ mũi nhọn, nếu cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, có thể phát hiện, tại vị trí đầu mũi nhọn, còn ẩn ẩn một chút màu sắc cực kỳ đen sẫm, xem hình dáng như vậy, rõ ràng là đồ có kịch độc. Song chủy trong tay Diêu Thịnh bay nhanh luân chuyển các hình dáng, độ cong khác nhau làm người xem hoa mắt, tựa như hai con hắc độc xà bình thường, cực kỳ linh hoạt và độc ác. Đối với lời nói của Diêu Thịnh, trên khuôn mặt của Diêu Thịnh vẫn không biến đổi. Nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó đem ánh mắt hướng về phía trọng tài, cùng đợi trận đấu bắt đầu nhìn thấy bộ dáng bình thản của tiêu viêm làm hắn cực kỳ căm ghét diêu thịnh sắc mặt trở lên âm trầm thêm rất nhiều song chủy chậm rãi đan sen vào nhau nhàn nhạt vẽ lên tóe ra hoa lửa mang theo ánh sáng lạnh lẽo lúc trước tiêu viêm cùng diêu thịnh ở trong thiên phần luyện khí tháp đã từng xảy ra xung đột không ít đệ tử nổi danh trên cường bảng đều biết bởi vậy hôm nay vừa thấy hai người đối mặt đều tỏ ra hứng thú ánh mắt hướng tới hai người đang dương cung bạt kiếm giữa sân nguồn chuyện tô thiên chậm rãi đứng dậy ánh mắt đảo qua hai người giữa sân một lát sau bàn tay khẽ huy lên thanh âm nhàn nhạt, nhạt mà ở toàn trường đều mọi người đều chờ đợi vang lên trận đấu bắt đầu không khí trong sân đấu lúc này đang tràn ngập chiến ý chỉ đợi bộc phát thâm âm tô thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt vang lên liền giống như châm một mồi lửa đem không khí dương cung bạt kiếm giữa sân hoàn toàn đánh vỡ suy giữa sân phát động công kích đầu tiên tự nhiên là diêu thịnh chỉ thấy đấu khí bùng nổ quanh thân thể hiện lên màu đen mà thân hình trượt hóa thành cái bóng mơ hồ như một tia chớp hướng tiêu viêm phóng tới tuy nói diêu thịnh kiêu ngạo nhưng không thể không nói hắn có vốn để có thể kiêu ngạo tốc độ của hắn như vậy đã làm cho tiêu viêm có một chút kinh ngạc mấy chục thức ngắn ngủi trong nháy mắt liền tới chỉ một lần hô hấp của mọi người đã thấy bóng đen mơ hổ tiến đến gần tiêu viêm lập tức trong lòng đều kinh hãi toát mồ hôi nhìn vũ khí của diêu thịnh cũng biết được hắn cực kỳ am hiểu cận chiến mà thanh trọng thước đó tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng là muốn thi triển cần có không gian nếu để đối phương đến khoảng cách quá gần liền sẽ bị phong bế gắt gao đương nhiên về điểm này tiêu viêm cũng đã nghĩ đến bởi vậy khi diêu thịnh tiến vào gần khoảng cách ba thước rốt cuộc hắn cũng có động tĩnh chỉ thấy chỗ bàn chân ngân quang xuất hiện thân ảnh giống như thuấn di lùi ra phía sau vài bước trong tay trọng thước đột nhiên chém ngang kinh lực mạnh mẽ quanh thân trọng thước xuất hiện một vòng nhàn nhạt hình cung bén nhọn phá tiếng gió ô ô vang lên không ngừng tiêu viêm có thể tại đây giao đấu đã hiện ra tranh lệch với bản thân mình rõ ràng cũng là làm Diêu Thịnh phải có chút khinh thường, cảm thấy kinh phong áp đến trước mặt, hắn cười lạnh quát lên một tiếng, chân khẽ điểm, thân thể đột nhiên phóng lên, trong tay song chủy đã như tia chớp nhằm phái dưới hung hăng đâm tới. Đinh! Song chủy thật mạnh đâm tới, vừa vặn đánh vào phía trên của trọng thước, một cỗ kinh lực mạnh mẽ dễ dàng đem trọng thước ép xuống, mặc dù song chủy không am hiểu công kích cứng rắn, chẳng qua Diệu Thịnh thực lực hơn sa tiêu viêm, bởi vậy đấu khí trong cơ thể tăng trưởng. Cùng với sự linh hoạt khéo léo của thủy thủ, cũng có thể đem lực lượng rất mạnh ẩn chứa của trọng thước mà áp chế, đó chính là chỗ tốt của tranh lệch cấp độ thực lực. Hai mũi nhọn điểm chúng trọng thước, song trưởng diêu thịnh cong lại một chút, mượn lực lượng trên trọng thước, thân thể ở giữa không trung lăng không lật người, hai chân hướng lên trời đạp một cái, thân hình giống như chim diều hâu, như một tia chớp nhắm đầu của tiêu viêm công kích, trong tay chủy thủ sắc bén, mang theo kình phong khiến người khác thấy lạnh người. Đối mặt với công kích tàn nhẫn này của Diêu Thịnh, Tiêu Viêm nhướng mày lên, dưới chân ngân quang chớp động, thân hình lại lần nữa trong khoảnh khắc lùi về phía sau vài bước, trong tay trọng thước tựa hồ theo quán tính vung lên, hung hăng bổ tới. Một kích mất đi hiệu lực, Diêu Thịnh cũng có chút kinh ngạc, thân thể ở giữa không trung giống như cá trong nước, kỳ dị uốn éo, khẽ lách thân thể, tránh được một kích của trọng thước. Đồng dạng công kích bị đối phương tránh né, Tiêu Viêm thu trọng thước lui về sau, ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Diêu Thịnh đã hạ xuống mặt đất, bình yên đứng trước mặt không xa. Hai người luân phiên giao thủ, mặc dù không lâu, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Chỉ cần Song Vương thoáng xuất hiện sai lầm, trọng thước và chủy thủ kia sẽ làm đối phương xuất hiện thương thế không nhẹ. Trình độ hung hiểm trong đó, đại đa số mọi người trên khán đài đều nhìn không ra, trong lần giao tranh này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh bay nhanh lần lượt thay đổi, chợt một người nhảy lên không trung, khoảnh khắc sau lại hạ xuống mặt đất, lần nữa tạo thành cục diện đối mặt. Đương nhiên, trên đài cao của mấy người dự thi, đối với lần giao phong này thấy rất rõ ràng, ngay lúc hai người tách ra, không khỏi vang lên những âm thanh trầm trồ khen ngợi giữa sân hai thanh thủy thủ trong tay diêu thịnh nhẹ nhàng chuyển động ánh mắt nhìn tiêu viêm đã thêm một phần ngưng trọng trong lần giao thủ ngắn ngủi người kia tỏ ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú một chút cũng không cho hắn chiếm nửa điểm tiện nghi nào không thể để chiến đấu bất phân thắng bại như vậy bằng không phỉ nhi sẽ mất hứng ánh mắt lóe lên ý niệm trong đầu diêu thịnh nhanh chóng xoay chuyển tốc độ của đối phương cùng kinh nghiệm thực chiến không thua gì chính mình hiện tại chiếm ưu thế là cấp bậc thực sự của ta so với hắn cao hơn như vậy, có lẽ dùng cấp bậc để áp đảo hắn vậy. Ý niệm trong đầu hạ xuống, thân thể Diêu Thịnh khẽ run lên, nhất thời, một cỗ đấu khí nhiều điểm mùi màu đen trong cơ thể bạo phát ra, đấu khí lượn lờ quanh thân, màu đen của đấu khí này có chút quái dị, nhìn qua tựa hồ có chút hình dáng một con niêm hầu, nhu động, có dấu vết nhàn nhạt màu đen của nước từ giữa thoát ly mà ra, dừng ở trên sàn đấu, hình thành vũng nước nho nhỏ. Theo đấu khí của Diêu Thịnh tràn ra, nhất thời một cỗ khí thế áp bách sinh ra chợt bao phủ nửa sân đấu tại dưới loại áp bách này người có cấp bậc thấp hơn bất luận tốc độ hay là khả năng khôi phục đấu khí đều yếu đi một chút mà đây là thủ đoạn của cấp bậc cao thường dùng đối với đối thủ cấp bậc thấp hơn tuy nhiên loại khí thế áp bách này với tiêu viêm không có bao nhiêu hiệu quả trải qua việc cắn nuốt dị hỏa mà thành biến dị đấu khí đã có thể hoàn toàn chống lại loại áp bách này thanh sắc đấu khí chậm rãi theo từ trong cơ thể tiêu viêm phiêu giật tràn ra theo sự xuất hiện của đấu khí một cỗ áp bách cũng trào ra chiếm cứ một góc nhỏ trong sân đấu mà những chỗ khác đã hoàn toàn bị khí thế bá đạo của diêu thịnh chiếm cứ khí thế giao phong tiêu viêm cơ hồ hoàn toàn bị đặt ở hạ phong kiểu giao phong này liền thấy rõ sự tranh lệch của thực lực tuy rằng sức chiến đấu của tiêu viêm không kém nhưng tại đây trong lúc khí thế giao phong sức chiến đấu lại không có nhiều tác dụng lớn mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại đây là cấp bậc tranh lệch nhìn khí thế giao phong bị ép tới phản kháng không được của tiêu viêm Diêu Thịnh nhịn không được đắc ý cười nói, Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Sự đắc ý của Diêu Thịnh, hai tay chậm rãi kết xuất thủ ấn kỳ dị, tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên, Thiên hòa Tam Huyền biến, Thanh Liên biến. Tiếng quát hạ xuống, ngọn lửa mênh mông màu xanh đột nhiên trong cơ thể Tiêu Viêm bạo dũng tràn ra, khuếch đại lên thành một người lửa, sau một lúc, ngọn lửa như tia chớp quanh co, quay lui lại cơ thể, theo ngọn lửa quay trở về cơ thể, trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí trong khoảnh khắc tăng vọt mái tóc không gió mà động, do đấu khí tăng vọt, cỗ khí thế kia cũng theo đó mà phát động, trong lúc nhất thời, có thể cùng Diêu Thịnh đều tự chiếm cứ nửa bên sân. Bằng môn tả đạo, khí thế áp bách bị tiêu viêm ngăn cản, Diêu Thịnh sắc mặt hơi đổi, ngoài miệng cũng khinh thường cười lạnh nói, có thể đả bại được ngươi, thì đó cũng là chính đạo. Tiêu viêm đồng dạng quay về với nụ cười lạnh, thi triển thiên hỏa tam huyền biến đấu khí của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, đã không còn có sự tranh lệch lớn với Diêu Thịnh. Hiện tại, cũng không cần phải lo lắng, Bản thân với một kích toàn lực sẽ bị đối phương dùng đả thủ nhẹ nhàng hóa giải. Diêu Thịnh, ngươi cũng không thể bại bởi tên phế. Trên đài cao, nhìn thấy khí thế Tiêu Viêm trong giây lát tăng vọt, Liễu Phỉ nhất thời quĩnh lên, bất chấp tất cả, nhảy người lên la lớn, chẳng qua hắn chưa kịp hô lên phế vật, đã nhận thấy được đối diện một đạo ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến, nàng ta nhanh chóng nhìn lên, nguyên lai like lại là cô gái áo xanh Huân Nhi, vốn dựa theo tính tình của nàng, tất nhiên sẽ không bận tâm tới nhưng khi thấy trong con người đối phương ẩn ẩn ngọn lửa màu vàng trong lòng cũng thấy lạnh người trong miệng cái từ phế vật chưa kịp nói ra cũng đã nuốt xuống nhìn thấy nàng ta vẫn chưa nói lên từ đó đối diện bên kia ánh mắt lạnh lùng cũng chậm rãi thu lại hư đắc ý cái gì chờ tên phế vật kia thua ở trong tay diêu thịnh xem ta như nào làm nhục hắn ta có biểu ca bảo hộ còn sợ gì cái tiểu tiện nhân nhà ngươi bị đối phương dùng ánh mắt dọa người làm cho hạ lời liễu phỉ khẽ hắng giọng ngồi trở lại ghế dựa trong lòng hung hăng tự nói nghe thấy âm thanh của liễu phỉ ánh mắt diêu thịnh nhìn tiêu viêm trở lên âm lãnh hơn rất nhiều đấu khí hắc mang tại bàn chân dần ngưng tụ một lát sau mũi bàn chân đột nhiên điểm nhẹ mặt đất thân hình vút lên thuấn di tới gần tiêu viêm suy suy tiến vào phạm vi công kích diêu thịnh không chút trần trừ cánh tay liên tục đánh ra song chủy giống như hai con độc xà uốn lượn ở giữa không trung phát ra từng đạo tàn ảnh hướng tới toàn thân tiêu viêm hung hăng đâm tới đinh 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 dưới chân ngân sắc đấu khí lóe ra, tiêu viêm sử dụng tam thiên lôi động, huyền diệu, cước bộ trong phạm vi nhỏ nhẹ nhàng di động, trọng thước trong tay giống như một chiếc lá chắn, đem cả thân thể che ở phía sau. Lúc này vô số tàn ảnh của song thủy thủ đâm đến, cuồn cuộn ngông ngừng va chạm lên thân của trọng thước, từng đạo âm thanh đinh đương vang lên, giống như một khúc âm thanh khác thường. Tiêu viêm gắt gao nắm trọng thước trong tay, âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, trùy thủ kia tuy rằng nhìn như rất nhẹ nhàng, dừng phía trên trọng thước, nhưng lại tựa trọng thạch đập xuống, hơn nữa công kích dày đặc liên miên, cho dù với lực lượng của tiêu viêm cũng cảm thấy cổ tay run lên. Cũng may chẳng qua với mật độ công kích dày đặc như vậy, cũng cực kỳ tiêu hao khí lực của Diêu Thịnh, như vậy sau công kích điên cuồng rằng co 5 phút đồng hồ, rốt cuộc cuối cùng cũng dần chậm lại, thêm được một lúc, tàn ảnh trùy thủ chợt biến mất, áp lực lên trọng thước cũng tiêu giảm. Trọng thước hung hăng xoay ngang, tiêu viêm lui lại phía sau vài bước, trong ngực phập phòng nhìn Diêu Thịnh đối diện không ngừng thở dốc, lại cúi đầu khẽ liếc huyền trọng thước nhìn trên bề mặt rất nhiều điểm sáng da đầu cũng có chút run lên loại công kích thế này thật sự quá mức dày đặc nếu không trọng thước với thân to bản phòng ngự với thế công như vậy sợ chỉ có thể lựa chọn tránh nuôi diêu thịnh này quả thật có chú thực lực chậm rãi thở ra một hơi ánh mắt tiêu viêm nhìn diêu thịnh trải qua một hồi giao phong đối với thủ đoạn chiến đấu của hắn cũng đã có hiểu biết thêm một chút diêu thịnh dùng toàn lực đi đừng cùng hắn dây dưa nữa nghe được vang lên âm thanh một lần nữa thúc giục của liễu phỉ diêu thịnh khẽ cao mày chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm dấu tay vừa động chỉ thấy có một cỗ đấu khí nồng đậm màu đen trong cơ thể bạo dũng mà ra sau đó đem toàn thân bao vào trong nó đấu khí màu đen không ngừng khuếch tán trông giống như một đám đấu khí bình thường không lồ hơn nữa đám đấu khí còn có tiết tấu co rút lại bành trướng giống như bên trong đang nổi lên cái gì đó nhìn diêu thịnh hành động có chút quỷ dị như vậy tiêu viêm trong lòng cũng xuất hiện một tia cảnh giác đấu khí trong cơ thể cũng bùng lên sẵn sàng ứng phó. Hắc thủy quyển. Một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, theo đó đấu khí màu đen cũng tràn ra, đám đấu khí đột nhiên luân chuyển với tốc độ cao, phát ra những tiếng ô ô quanh quẩn khắp sân đấu. Hơn nữa, theo thời gian thay đổi, tiêu viêm kinh ngạc phát hiện, vô số thủy dịch màu đen từ bên trong bắn ra ngoài, trong giây lát, cơ hồ đem cả sân đấu mà che kín lại. Bởi vì không rõ đến tột cùng hắc thủy đó là cái gì, cho nên tiêu viêm cũng không dám để nó dính vào người bởi vậy thân thể cấp tốc lùi về phía sau, né tránh hắc thủy phóng tới. Né tránh rằng có một lát, thân thể tiêu viêm chợt sững lại, vội vàng cúi đầu, phát hiện hai chân mình không biết, từ khi nào đã dẫm vào một đống hắc thủy dùng sức rút chân ra. Tiêu viêm kinh ngạc phát hiện hắc thủy quỷ dị này là nước, nhưng lại ẩn chứa một hấp lực rất lớn. Hơn nữa, hắc thủy này còn có tính ăn mòn rất mạnh, lúc này, chỉ trong nháy mắt, đế giày của tiêu viêm đã bị ăn mòn một lớp. Nếu hắn không kịp phản ứng chỉ huy đấu khí đem bàn chân bao lại, chỉ sợ cả giày trong khoảnh khắc đã bị ăn mòn, cả sân đều là địa bàn của ta, ngươi đặt chân như thế nào? trận tỷ thế này, ngươi thua rồi. đột nhiên, tiếng cười lạnh vang lên, đồng tử tiêu viêm khẽ có rút lại, chỉ thấy hắc thủy trước mặt chợt bắn lên, thân hình diêu thịnh từ bên trong quỷ dị xuất hiện, thủy thủ sắc bén trong tay, hung hăng hướng song trưởng của tiêu viêm công tới. trên đài cao, nhìn tiêu viêm bị hắc thủy khống chế không thể động đậy, chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng công kích của diêu thịnh, nhất thời, từng đạo kinh hô vang lên. Nghe tiếng kinh hô trên khán đài, Diêu Thịnh càng thêm đắc ý, tốc độ thủy thủ trong tay chợt nhanh hơn, nhưng mà, lúc sắp đánh trúng mục tiêu, một cỗ kình phong đột nhiên đánh tới, làm lệch hướng thủy thủ với một kích thất bại, thân thể Diêu Thịnh vội vàng hạ xuống, chợt thấy hắc thủy trở lên vặn vẹo, thân hình vội bạo lui hơn 10 thước, lúc này, mới nhìn tới, kinh ngạc phát hiện, giữa sân cũng không thấy thân ảnh Tiêu Viêm người. Trên khán đài, đồng dạng là một mảnh nghi hoặc, từng đạo ánh mắt tìm kiếm xung quanh, khuôn mặt Diêu Thịnh trở nên âm trầm, ánh mắt khẽ nhìn xuống, đột nhiên phát hiện một hắc ảnh phản chiếu trong nước, thân thể chợt cứng ngắc, rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ngay khoảng không phía trên, hắc bào thanh niên nhẹ nhàng đứng, một đôi cánh lớn màu đen xuất hiện sau lưng, chậm rãi vỗ, trông giống như thiên thần. Theo ánh mắt Diêu Thịnh, trên khán đài, mọi người cũng đồng thời nhìn lên, thấy trên bầu trời phía sau Tiêu Viêm sinh ra hai cánh, đều trong khoảnh khắc ngây người đấu khí hóa cánh. Không chỉ có trên khán đài, mà trên đài cao, thậm chí trọng tài, đều có từng đạo thanh khí thở ra, trong ánh mắt mọi người, đều tràn ngập rung động không thể tưởng tượng nổi. Chương 562, phá giải hắc thủy quyển. Phía trên bầu trời, hắc bào thanh niên vẫy đôi cánh phiêu phủ trong không trung, chàng thi đấu trở nên yên tĩnh. Trọng tài của giải đấu, Tô Ngàn khuôn mặt nhìn lên cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt người này tự nhiên nhìn xa hơn những người khác khó có thể sánh bằng, bởi vì ánh mắt lại một lần nữa đảo qua hai cánh sau lưng Tiêu Viêm, kinh ngạc dần dần biến thành giật mình, nói, nguyên lai like phi hành đấu kỹ, hắc, hắc, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng ngay cả đấu kỹ hiếm lạ bực này, đều có thể nắm giữ trong tay. Theo lời Tô Ngàn nói ra, các trưởng lão khác cũng giật mình, phi hành đấu kỹ đối với người bình thường mà nói có lẽ rất ít nghe thấy qua, chẳng qua với kiến thức lịch duyệt của bọn họ, đối với loại đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy này, đều đã từng nghe thấy qua. Hoàn hảo, thiếu chút nữa thật nghĩ tiểu tử này đã tiến vào đấu vương cấp bậc lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, một ít trưởng lão trong lòng thầm nói, bọn họ liều mạng tu luyện sống chết mất mấy chục năm, mới có thể đạt tới thực lực như hiện tại, nếu người kia ngay cả 20 tuổi còn chưa đến mà cũng đã đạt tới cấp bậc này, bọn họ thật đúng cảm thấy bi phẫn vô cùng, hơn nữa đáng sợ nhất, người này còn là một gã luyện dược sư ngũ phẩm nữa chứ. Giữa sân không khí yên tĩnh rằng có được một lúc, rốt cục cuối cùng cũng thay đổi lần nữa, trên khán đài cũng có ít người đã nhận ra lai lịch hai cánh sau lưng Tiêu Viêm bởi vậy đều khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, chợt trong ánh mắt trở nên cực kỳ hâm mộ. Phi hành đấu kỹ này tuy rằng kém hơn so với chân chính đấu khí hóa cánh, nhưng có thể cùng người khác phi hành trên bầu trời là mục đích theo đuổi của không ít người, tuy nhiên phải đạt tới cấp bậc đấu vương, một ước vọng quá mức xa xôi, chờ tu luyện cho đến cấp bậc kia, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ. Nguyên lai like là phi hành đấu kỹ, ở giữa sân, sắc mặt Diêu Thịnh ngây dại ra cũng dần dần khôi phục, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hơi thở tiêu viêm căn bản chưa từng đạt tới cấp bậc đấu vương, cẩn thận nhìn lại hình dạng đôi cánh tím đen kia, trong lòng cũng giật cả mình, thân thể chậm rãi giãn ra về phía dưới. Chỉ cần đối phương không phải chân chính đạt tới cấp bậc đấu vương, cho dù hắn có ưu thế bay trên trời, Diệu Thịnh cũng không quá mức e ngại. Hai chân lập tức, cơ hồ đem toàn bộ hắc thủy quỷ dị trải rộng ra phía trên sân đấu. Diêu Thịnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, cười lạnh nói, ta cũng không tin ngươi có thể ở mãi trên bầu trời. Theo ta được biết, để kéo dài thi triển phi hành đấu kỹ, cần tiêu hao một lượng đấu khí không nhỏ a. À. Trên bầu trời, Tiêu Viêm tay nắm chặt Huyền trọng thước, ánh mắt nhìn xuống phía dưới nơi mặt sân, khẽ cao mày, đúng như lời Diêu Thịnh. Giờ phút này, chàng thi đấu cơ hồ đã hoàn toàn trở thành địa bàn của hắn, chỉ cần vừa rơi xuống đất sẽ bị dính phải hắc thủy quỷ dị kia, cỗ ăn mòn kia Tiêu Viêm có thể ngăn cách được, chẳng qua cái loại hấp lực này, hoặc nhiều hoặc ít cũng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, mà đối mặt với Diêu Thịnh một đối thủ sở trường về nhanh nhẹn cùng tốc độ một khi tốc độ giảm xuống, nói không chừng sẽ bị ép vào thế hạ phong. Diêu Thịnh nắm chặt hắc song chủy, cười lạnh nhìn Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, thân thể không có chút sức mẻ, Tiêu Viêm có lợi thế trên bầu trời, phạm vi công kích của hắn cơ bản không thể đạt tới, nếu mạnh mẽ nhảy lên không công kích, hắn sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương đánh, cho nên lúc này, bảo trì im lặng là lựa chọn tốt nhất. Quả thật phiền toái. Sau lưng hai cánh vẫn chậm rãi chớp động, thân hình Tiêu Viêm chậm lại rất nhiều, thanh sắc đấu khí dần hình thành màng năng lượng nhàn nhạt, nhạt bao quanh thân thể huyền trọng thước cũng bị đấu khí bao trùm hoàn toàn ánh mắt gắt gao nhìn diêu thịnh ở giữa sân ngân quang nhàn nhạt, nhạt đột nhiên xuất hiện dưới chân khoảng khắc sau hai cánh ở sau lưng mạnh mẽ chấn động mượn sức của gió cơ hồ trong nháy mắt thi triển đến mức tận cùng của tam thiên lôi động thậm chí trừ bỏ một số ít người ở bên ngoài những người khác đều chỉ có thể nhìn thấy thân thể tiêu viêm run lên trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện tiêu viêm đột nhiên tốc độ tăng vọt sắc mặt diêu thịnh khẽ có chút biến đổi người chưa tới kinh khí đã xông lên phía trước trực tiếp đem hắc thủy trên mặt đất vẩy ra trong ánh mắt đôi đồng tử mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện diêu thịnh chân trái khẽ nhúc nhích thân thể giống như trượt băng một trận di chuyển cực kỳ linh hoạt ở phía trên hắc thủy mà theo động tác này tiếng phá gió ẩn chứa bén nhọn của trọng thước cũng vang lên thật mạnh sượt lướt qua mặt hắn mang theo hơi nóng rát bỏng phả vào mặt lực đánh trọng thước rớt vào khoảng không cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi lực đạo mạnh mẽ chuyển hướng, thân thước uốn éo, từ chém dọc thành chém ngang, hướng chỗ thắt lưng Diêu Thịnh mà chém tới. Trình độ tiêu viêm thay đổi thế công, vượt quá xa dự liệu của Diêu Thịnh, bởi vậy, khi trọng thước biến đổi, hắn cả người kinh ngạc mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Tại thời khắc mấu chốt, hai chân đứng trên hắc thủy giống như tự động trượt quanh co một chút, thân thể lặng lẽ lùi về phía sau rồi ngã xuống, dừng ở trong hắc thủy, thật xảo diệu đem công kích của trọng thước tránh thoát. Thân thể Diêu Thịnh lọt vào trong hắc thủy, không có một nửa điểm bị hấp lực trở ngại, ngược lại giống như cá gặp nước, thân thể ngã vào trong nước chớp động một cách quỷ dị. Trong khoảnh khắc đó, xuất hiện cách dưới thân tiêu viêm khoảng hai thước, song trưởng run lên, hai cánh tay màu đen giống như độc xà, mang theo kình phong lạnh lẽo, đâm thẳng vào trong lồng ngực tiêu viêm. Thình thịch ngay khi chủy thủ sắp đâm tới thân thể tiêu viêm, đột nhiên một cỗ kình phong vô hình mạnh mẽ kiềm hãm thế công của Diêu Thịnh. Mà tiêu viêm lại mượn lực đổi phương hướng, lần nữa rung cánh nhảy lên giữa không trung, thoát ly phạm vi công kích của Diêu Thịnh. Hừ thật vất vả mới tìm được cơ hội công kích nhưng lại thất bại, Diêu Thịnh nhịn không được khóe miệng khẽ run rẩy một chút, phát ra một tiếng suy suy. Thời gian chiến đấu trôi qua nhanh như chớp, Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh lại lần nữa giao đấu vô cùng hung hiểm, cả hai bên, người có đôi cánh, người với thân pháp trong hắc thủy, mà tốc độ đại khái đã có ít người hiểu rõ, bên ngoài chàng thi đấu, tất cả mọi người bởi vì trận đấu quyết liệt này mà ánh mắt đều trở nên nóng bỏng người này tự hồ khi ở trong hắc thủy hình như không hề chịu ảnh hưởng hấp lực, mà ngược lại càng trở nên linh hoạt, giống như cá gặp nước. Tiêu Viêm khẽ cao mày nhìn hắc thủy xung quanh Diêu Thịnh đang đứng ở giữa sân, thấp giọng lẩm bẩm, nói: lúc trước người này ở bên trong hắc thủy vẫn di chuyển linh hoạt quỷ dị, cũng là ngoài dự kiến của hắn. Nếu không có ở thời điểm cuối cùng thi triển suy hòa trưởng, xuất động ra kình phong đem thế công đối phương chậm lại. Chỉ sợ lần xuất thủ này hắn sẽ xuất hiện một chút thương thế bạn đang đọc chuyện được copy tại xem ra phải đem đám hắc thủy này giải quyết a à. nói cách khác người này tại trên mặt hắc thủy sức chiến đấu tăng lên rất nhiều trong lòng tiêu viêm ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển ánh mắt sắc bén chợt lóe lên mặc kệ mấy cái hắc thủy này như thế nào quỷ dị chỉ cần là nước thủy chung đều có đặc tính của nước mặc kệ ngươi như thế nào đều có thể bốc hơi trong lòng ý niệm hiện lên trong đầu tiêu viêm không có chút trần trờ người ngón tay khẽ động nhất thời từng đợt từng đợt ngọn lửa màu xanh cực nhỏ bắt đầu từ mười đầu ngón tay hắn chợt bắn ra, theo mấy ngọn lửa xuất hiện, độ ấm ở giữa sân đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Giữa sân, Diêu Thịnh nhìn trên bầu trời hơn 10 điểm ngọn lửa màu xanh thật nhỏ, sắc mặt có chút biến đổi, đặc biệt nhìn đến khuôn mặt Tiêu Viêm thấy khóe miệng hắn đang có chút cười lạnh, trong lòng khẽ trầm xuống một ít. Đi trên bầu trời, Tiêu Viêm bấm tay bắn ra, nhất thời, hơn 10 ngọn lửa thật nhỏ như phi tiễn bắn xuống. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh bay đến trước mặt, thân hình Diêu Thịnh khẽ động, vội vàng tránh né nhưng mà những ngọn lửa này không trực tiếp hướng diêu thịnh vọt tới mà lại xoay quanh trên không cách mặt đất khoảng nửa thước cấp tốc xuyên qua tiếp xúc gần gũi với hắc thủy như vậy ở nhiệt độ khủng bố của thanh liên địa tâm hòa hắc thủy tràn ngập trên mặt đất thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được hắc thủy bắt đầu trở nên khô kiệt với tốc độ rất nhanh trên đài cao nhìn hắc thủy kia càng ngày càng ít không ít người đều âm thầm tán thưởng một tiếng không nghĩ tới tiêu viêm lại dùng phương pháp này để khắc chế hắc thủy quyển của diêu thịnh tuy nói loại biện pháp này không có bao nhiêu huyền diệu nhưng lại cực kỳ hiệu quả trước kia bọn họ ở bên trong nội viện không ít người đã cùng diêu thịnh giao thủ tuy nhiên bọn họ không có phi hành đấu kỹ nên đối phó hắc thủy quyền này vô cùng khó khăn không thể bay lên trời để tránh né cho nên cũng chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ hấp lực cùng ảnh hưởng sự ăn mòn nhưng như vậy sẽ bị phân tâm khi chiến đấu trừ phi thực lực vượt hơn xa diêu thịnh nếu không trong lúc chiến đấu sớm hay muộn sẽ bị đối phương dùng tốc độ đánh cho sụp đổ Ha ha, thủ đoạn này của Tiêu Viêm quả nhiên không thể nghĩ tới a, à, Diêu Thịnh mất đi Hắc Thủy Quyền, sợ ở trên phương diện tốc độ cũng bị Tiêu Viêm áp chế. Đưa mắt nhìn Hắc Thủy giữa sân đã mất đi một nữa, Lâm Tu Nhai không nhịn được cười nói, loại thủ đoạn này hắn cũng có thể sử dụng sao? Hắc Thủy kia được ngưng kết từ đấu khí của Diêu Thịnh, cùng một chút độc tố thủy dịch đặc thù, ngọn lửa tầm thường sợ rất khó ứng phó. Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, nói, ngọn lửa kia đích xác thực phiền toái, ánh mắt Lâm Tu Nhai liếc nhìn từng đợt từng đợt ngọn lửa màu xanh như hỏa xả phát tán loạn ở nơi đây trong ánh mắt xẹt qua một chút ngưng trọng mặt khác ở bên kia khán đài liễu kình cao mày nhìn hắc thủy giữa sân đang nhanh chóng giảm bớt lắc lắc đầu trầm giọng nói diêu thịnh này gặp phiền toái lớn rồi liễu phỉ một bên nghe vậy nhất thời quĩnh lên lại muốn đứng lên kêu gọi đầu hàng liễu kình sắc mặt cũng trầm xuống khẽ quát nói ngồi xuống cho ta xem thi đấu là hét om sòm như vậy giống cái dạng gì bị Liễu Kinh khiển trách, Liễu Phỉ mang một bụng đầy ủy khuất, ngồi trở lại ghế, mang ánh mắt hung tợn nhìn Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, thầm mắng một câu, không phải chỉ ỷ vào có cái phi hành đấu kỹ thôi sao, có cái gì mà kiêu ngạo chứ? Chỉ cần có thể đả bại đối thủ, sẽ không coi là âm mưu gì cả, các loại quy củ tỉ thí kia, chẳng qua chỉ để cho đám hài tử luận bàn mà thôi, chân chính chiến đấu sinh tử, người chết là hết, làm gì còn cơ hội bài bác nữa. Liễu Kình nhàn nhạt nói, Ánh mắt Lịch nhìn trên sân thi đấu, đột nhiên dừng lại, thở dài nói, Hắc thủy quyền của Diêu Thịnh xem như hoàn toàn gặp khắc tinh Liễu Kình vừa dứt lời, giữa sân, một đoàn hắc thủy cuối cùng cũng bị thanh hỏa vây xoay chung quanh, dưới ánh mắt ngưng trọng của Diêu Thịnh, hóa thành một mảnh hư vô. Trên bầu trời, bàn tay Tiêu Viêm lay động, mười ngọn thanh hỏa đã biến nhỏ đi nhiều được thu vào trong cơ thể, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Diêu Thịnh, trọng thước trong tay lại một lần nữa được đấu khí hùng hồn bao vây, kế tiếp, nhìn ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Chương 563: Thắng. Nhìn lên bầu trời thấy trên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, khóe môi nhếch lên một tia khinh thường, sắc mặt Diêu Thịnh có chút cao có, bàn tay nắm thật chặt hắc song thủy thanh lạnh lùng nói, cho dù không còn hắc thủy quyển, ngươi sớm hay muộn cũng chỉ có thua, ta cũng không tin, bí pháp để thăng thực lực của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Đủ để thu thập ngươi thôi. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, cánh tay rung lên thanh sắc đấu khí hùng hồn, bên trong mang theo một tia thanh sắc hỏa diễm khó có thể phát hiện chuyển lên trên trọng thước mục quang cấp tốc nhìn phía dưới khóa chặt toàn thân diêu thịnh trong nháy mắt tử vân rực mạnh mẽ rung lên chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng bá rất nhỏ chợt một đạo hắc ảnh mơ hồ thật quỷ dị xuất hiện ở sau lưng phía trên đỉnh đầu diêu thịnh trong tay trọng thước lực đạo cuồng mãnh hỗn loạn toàn lực hung hăng điện xuống cỗ kình phong hung hãn tưởng như là muốn đem tất cả không khí trước mặt phải tê liệt sau lưng chấn động vang lên do kình phong diêu thịnh phát hiện có điều bất thường hai chân đạp mạnh một cái xuống đất một đạo hắc thủy mạnh mẽ từ lòng bàn chân bạo dũng xuất ra, tối hậu cùng với trọng thước va chạm vào nhau ầm ầm. Phốc, hai người vừa cứng rắn tiếp xúc, trọng thước dễ dàng đem hắc thủy dịch đã khô cứng nghiền nát thành một mảnh xương mù màu đen, nhưng mà khi thủy vụ tiêu thất, thì cũng chống không, mượn lúc khoảnh khắc thủy khí còn ngăn trở, Diêu Thịnh đã thi triển thân pháp nhanh chóng thối lui vài bước khoảng cách. Giây phút trọng thước tiêu viêm vừa hạ xuống, Diêu Thịnh vẻ mặt âm ngoa lần nữa như tia chớp đánh tới, hắc song chủy ở trên 10 ngón tay cấp tốc xoay chuyển, cả hai bàn tay giống như độc xà có thể giết người bất cứ lúc nào, toát lên sấm lãnh quang trạch. Nhìn thấy Diêu Thịnh chính diện tấn công bất ngờ, Tiêu Viêm chân mày cao lại, trong cơ thể đấu khí giống như nước sông dâng trào, cuồn cuộn không ngừng bên trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, truyền khắp các bộ phận thân thể, mang đến khí lực tràn đầy cùng lực lượng cường đại nhất, hai tay nắm chặt trọng thước, Yết Hầu lúc này quát khẽ lên một tiếng, tức thì, trọng thước hung hăng đâm tới phía trước. Bởi vì kình phong mạnh mẽ, trực tiếp làm cho nơi trọng thước đi qua, không khí bị đều xé rách, tiếng khí bạo trầm thấp, liên tiếp không ngừng vang lên đâm vào màng tai, khoảng cách hai người dưới sự tấn công, cơ hồ trong nháy mắt liền tới gần, tuy nhiên, lúc này Diêu Thịnh lại vui mừng khi hắc song chủy sắp cùng trọng thước tiếp xúc, thân thể đột nhiên quỷ dị uốn éo, thân hình đưa ra một loại tư thế quái dị áp sát lên bề mặt trọng thước xoay chuyển một vòng, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh trọng thước mà Tiêu Viêm đang cầm trong tay, nặng ra nụ cười lạnh lẽo, hắc song chủy sắc bén không chút khách khí cắt vào lòng bàn tay của đối thủ nhìn giữa sân đột nhiên tiêu viêm bị diêu thịnh áp sát vào cơ thể toàn sân đều vang lên không ít tiếng kinh hô khoảng cách gần như vậy lực lượng trọng thước cơ hồ hoàn toàn bị đối phương áp chế dựa theo tình huống bình thường kế tiếp chỉ sợ tiêu viêm lại sẽ bị diêu thịnh hoàn toàn ép vào thế hạ phong thậm chí nếu khi không chú ý tên kia xảo quyệt tàn nhẫn như độc xà còn có thể làm cho trên người tiêu viêm lưu lại vài đạo vết thương tại chàng thi đấu nhiều tiếng kinh hô xuất ra chỉ có số ít người có chút hơi hơi nhíu mày lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng với tốc độ của Tiêu Viêm, như thể người mù lại dễ dàng để cho đối phương tiến vào chính mình công kích, nhìn Tiêu Viêm rơi vào cực kỳ nguy hiểm, Liễu Phỉ khuôn mặt có chút ửng đỏ thần tình kích động, còn thiếu chút nữa hoan hô thành tiếng, nhưng mà, Liễu Kình ngồi một bên, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Viêm, nơi đó, cũng không có một chút hoảng hốt nào, mà lại ẩn chứa một tia cười lạnh, lập tức, lúc này trong lòng có chút hơi hơi trầm xuống. Giữa sân, dưới vô số đạo mục quang gắt gao nhìn chăm chú, song thủy của Diêu Thịnh khoảnh khắc đó đã tiếp cận bàn tay tiêu viêm, kinh phong toát ra lạnh lẽo, làm cho lông tơ trên cánh tay tiêu viêm đều dựng thẳng lên. Cùng với khoảng cách chủy thủ càng thêm tiếp cận bàn tay tiêu viêm, khóe miệng diêu thịnh hiện chút ý mừng, ngày càng mở rộng. Ngay lúc xong chủy cực kỳ tiếp cận bàn tay của tiêu viêm, rốt cục cuối cùng tiêu viêm bắt đầu động tĩnh, hắn cũng không có áp dụng phản kích làm kẻ khác kinh ngạc, mà là cực kỳ chủ động buông lỏng trọng thước trong tay ra. Trọng thước bay ra, vẽ nửa vòng trên không, rơi xuống thật mạnh trên mặt đất, vang lên âm thanh thanh thúy, làm cho một số người thở dài một tiếng, mất đi vũ khí, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Đương nhiên, đồng dạng cũng có không ít người mang ý tưởng khác, bởi vì trong giờ khắc này, bọn họ đều bỗng nhiên hứng khởi nhớ lại cảnh tượng ở tràng thi đấu lần trước tiêu viêm, cùng bạch trình chiến đấu. Khi đó, tiêu viêm mất đi trọng thước, ngược lại thực lực được phát huy, so với lúc trước càng thêm cuồng mãnh, tiêu viêm buông thả vũ khí, đồng dạng làm cho diêu thịnh trên khuôn mặt này lên nét mừng như điên, điều này làm hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay kết thủ ấn rồi đột nhiên bị hắc sắc đấu khí bao trùm, một tia hắc khí xoay vòng bên trên, một cỗ không khí tanh hôi quỷ dị, đột nhiên đại thịnh. Yên Huyễn Thứ, ẩn chứa bên trong tiếng quát một tia lạnh lẽo, song chủy quỷ dị cấp tốc lung lay, cùng theo rung rung của song chủy, có một tia hắc khí ghê rợn ở bên trên tựa như độc xà có linh tính, khí thế hung mãnh áp đảo bắn ra, mỗi một tia hắc khí, lúc này có sức mạnh xuyên thủng cự thạch nhìn hắc khí tanh hôi ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mấy tia hắc khí này không chỉ có lực lượng kinh người mà còn ẩn chứa kịch độc, hai tay như tia chớp xuất ra kết ấn trước người, chợt quát nhẹ một tiếng, khí xoáy thụ bên trong nạp linh xoay tròn, tầng tầng thanh sắc hỏa diễm cấp tốc trào ra, theo hỏa diễm trong cơ thể bạo dũng, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm lại lần nữa bị hỏa diễm bao phủ, hơn nữa, ngọn lửa nhẹ nhàng chuyển động, lấy một loại tốc độ như thiểm điện trong chớp mắt đã ngưng cấu thành một bộ thanh sắc hỏa diễm khôi giáp. Suy, suy vô số đạo hắc ti thật mạnh va chạm lên trên thanh sắc hỏa diễm khôi giáp, cũng giống như khối băng gặp dầu được đun sôi, không ngừng vang lên âm thanh suy suy, lực đạo vốn đủ để xuyên thủng cự thạch, cũng chỉ có thể làm cho hỏa diễm khôi giáp lõm xuống một ít. Hắc ti tiếp tục bạo phát, bỗng nhiên lưỡng đạo sáng bóng âm lãnh lóe lên, ngay lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, hung hăng đâm vào lên trên hỏa diễm khôi giáp, nhất thời, hai tiếng thanh thúy kim thiết ở bên trong vang lên. Lực đạo hai thanh hắc chủy cực kỳ khổng lồ, bởi vậy cho dù thanh hỏa khôi giáp rất chắc chắn, vẫn bị song thủy xâm nhập sâu vào quá nửa, chẳng qua chỉ đến vậy cũng đã là cực hạn, độ nóng phía trên khôi giáp cực kỳ cao, khoảnh khắc làm cho hắc thủy thủ trở thành lửa đỏ, mà do Diêu Thịnh bàn tay nắm chặt thủy thủ, cũng suy suy bốc lên một trận bạch khí, quá sợ hãi hắn vội vàng điều động đấu khí bao vây thủ trưởng, tuy nhiên dù như thế, vẫn như cũ cảm giác được một cỗ phòng rát ngày càng lớn. Hung hăng chủ động tấn công, nhưng đối phương không chút sức mẻ, rơi vào đường cùng. Diêu Thịnh cũng đang phải vội vàng buông tay trở ra, lúc này lui về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm toàn thân đều bao vây trong hỏa diễm khôi giáp, đang lúc mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy dưới mũ giáp kia hiện lên một đạo mục quang diễu cợt. Thanh hỏa đấu khí đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm mũ giáp bao phủ trên đầu Tiêu Viêm tức thời tiêu tán, khi mũ giáp biến mất, lộ ra bên trong khuôn mặt Tiêu Viêm, giờ phút này, miệng hắn giống như con ếch đang phình to, trong tay nhanh chóng bày thêm kết thủ ấn. Bất hảo. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, diêu thịnh liền bay lui về phía sau trong lòng đột nhiên chìm xuống rất nhiều nhưng mà ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên tiêu viêm đột nhiên đình chỉ thủ ấn miệng đang khép bắt đầu hé động mạnh mẽ há to nhất thời một tiếng hổ gầm cực kỳ to rõ đinh tai nhức óc ở giữa trảng đấu bạo vang khắp trời sư tử hổ báo toái kim ngâm tiếng hổ gầm từ trong miệng tiêu viêm bạo dũng sóng âm như thực chất giống như từng đợt sóng như tia chớp khoách tán ra chớp mắt đuổi theo diêu thịnh vì thế, trong đầu hắn lập tức lâm vào mê muội, lồng ngực khó chịu, một ngụm máu tươi trào lên yết hầu, cuối cùng theo khóe miệng tràn đầy mà chảy ra. Dưới sự công kích bất thình lình của sóng âm, Diêu Thịnh rốt cục cuối cùng đã bị thương không nhẹ, hơn nữa còn xuất hiện điểm mê muội trí mạng. Tại đây trong lúc giao phong, bị mê muội thế này, không hề nghi ngờ sẽ quyết định thắng lợi thuộc về ai, mà lấy tính tình của Tiêu Viêm, đã cố ý chế tạo ra tình trạng mê muội, chắc chắn tuyệt đối không có khả năng sẽ buông tha cho đối thủ. Bởi vậy, thời điểm Diêu Thịnh chốc lát trong đầu bị mê muội, thân thể Tiêu Viêm rốt cục đã xuất ra động tác, bàn chân chợt hiện ngân mang, tiếng sấm nhàn nhạt, vang lên, chợt, mọi người thấy hoa mắt, thân ảnh Tiêu Viêm tựa như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diêu Thịnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều mạnh mẽ khẳng định, bọn họ biết rằng, thắng bại, đây là thời khắc quyết định. Mê muội ở trong đầu Diêu Thịnh gần như rằng có thời gian chỉ mấy hô hấp, chẳng qua lúc này khi trong đầu dần dần khôi phục thanh tỉnh, liền trước mặt Hắc Ảnh đã xuất hiện, trong lòng lúc này tràn ngập hoảng sợ, một cỗ kinh phong cực kỳ mạnh mẽ, mang theo tiếng âm bạo phát trầm thấp ở giữa quảng trường vang vọng dựng lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại Bát Cực Băng. Khoảng cách gần như vậy, Diêu Thịnh hoàn toàn mất đi cơ hội tránh né, lập tức, sắc mặt hiện lên nét kinh hãi cùng tuyệt vọng bao trùm. Vào giờ khắc này, khắp chàng thi đấu đều vang lên không ngừng những thanh âm hô hấp, dưới công kích hung mãnh như thế, Diêu Thịnh chắc chắn nhất định bị đánh bại. Diêu Thịnh thua lời nói nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng liễu kình cùng lâm tu nhai đồng thời phun ra chỉ có điều người trước thì sắc mặt âm trầm còn người sau vẻ mặt than thở sợ hãi pha trong nụ cười mà thôi nghe được trong miệng liễu kình truyền ra lời nói lúc trước vẻ mặt còn kích động liễu phỉ chính là đang chờ đợi diêu thịnh đem tiêu viêm đánh cho quỳ xuống đất cầu sinh tha thứ trong khoảnh khắc hai má trở nên trắng bệch trong miệng không ngừng nhắc tới như thế nào có thể như thế nào có thể thình thịch nắm tay bao phủ đấu khí hùng hồn ở trước mắt bao người, xuyên phá trở ngại không gian, mang theo kình phong vô tận, thật mạnh mẽ oanh kích lên trên ngực trong vẻ mặt kinh hãi của Diêu Thịnh, nắm tay xoay tròn, kinh lực ùn ùn, điên cuồng từ tay bắn ra. Phốc suy, từ trong ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, trên khuôn mặt Diêu Thịnh hiện lên một nỗi kinh hãi cùng một cỗ ửng hồng khác thường, một lát sau, rốt cục Cuối cùng thì không chịu nhịn nổi, một ngụm tiên huyết đỏ sẫm điên cuồng phun ra, thân thể chúng đòn nghiêm trọng bị bắn mạnh ra sau, cuối cùng thật mạnh rơi xuống đất ngoài sân dừng lại chỗ sàn nhà trong khoảnh khắc nứt ra một tia khe hở, chợt hoàn toàn bắn văng tung tóe. Máu tươi phun tới khi cách thân thể Tiêu Viêm còn có hai ba thước, liền bị hỏa diễm đốt tan, thanh hỏa khôi giáp bên ngoài thân thể Tiêu Viêm lay động, chợt nhanh chóng hóa thành hư vô. Cước bộ chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt trắng bệch của Diêu Thịnh ở bên ngoài sân, âm thanh bình tĩnh, quanh quẩn giữa sân. Người thua. Chương 564, tỏa sáng. Khi nghe thanh âm bình tĩnh của Tiêu Viêm quanh quẩn trong quảng trường, những tiếng nói gì rầm đột nhiên ngừng lại, những ánh mắt ẩn chứa đủ loại tâm tình không ngừng hướng vào người đang ngẩng cao đầu, và Diêu Thịnh với sắc mặt trắng bệch đang chật vật bước về đấu trường. Thời gian yên tĩnh rằng co trong chốc lát, rốt cuộc đột nhiên có một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, rồi như phản ứng dây chuyền, tiếng vỗ tay ầm ầm vang vọng sôi trào hướng đến tận trời xanh. Trong sự tràn ngập tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Huân Nhi, mà lúc này, cái cô nàng lại thản nhiên mỉm cười, ưu nhã vỗ tay nghe thật êm tai. Lúc trước tiếng vỗ tay đầu tiên bắt đầu từ nơi này truyền ra, hướng về phía Huân Nhi mỉm cười, Tiêu Viêm quay đầu lại, tầm mắt quẳng về phía địa phương nơi đám người Liễu Kình, cùng ánh mắt Liễu Kình tiếp xúc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhàn nhạt rời ánh mắt sang Liễu Phỉ, bên cạnh đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm, sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác. Tại vị trí trọng tài, Tô Thiên mỉm cười đứng lên, ánh mắt đảo qua chung quanh toàn trường, một lát sau, chậm rãi công bố trận tỷ thí này, Tiêu Viêm thắng. Thanh âm Tô Thiên nhẹ nhàng nhưng giữa những tiếng vỗ tay vang vọng lại trở nên to rõ rất lớn, những ánh mắt nhìn về phía hắc bào thanh niên đứng ở giữa sân, đều lộ ra không ít sự kính sợ pha lẫn tôn sùng. Trong đoạn đường đi đến lúc này, tiêu viêm đã phô bày thực lực thật sự, hoàn toàn thuyết phục chúng nhân. Lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt đầy bụi đất của Diêu Thịnh, tử vân rực sau lưng tiêu viêm nhẹ nhàng rung lên, thân hình đột ngột từ mặt đất bay vút lên đài cao, bay nhanh quay về, cuối cùng biến mất trong vô vàn ánh mắt cực kỳ hâm mộ ở chung quanh tiêu viêm làm được đó hiện tại xem tên kia còn có thể nào khiêu khích ngô hạo thần tình kinh hỉ đấm mạnh tiêu viêm một quyền cười nói trận chiến vừa rồi thật sự đã làm tâm tình hắn phập phồng lên xuống không biết bao nhiêu lần không nghĩ tới ngươi còn có loại phi hành đấu kỹ hiếm thấy như vậy hổ ra tò mò đi đến sau lưng tiêu viêm cũng là mang vẻ mặt hâm mộ nói tiêu viêm cười cười ánh mắt hướng về thanh y thiếu nữ trong ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu ha ha, tiêu viêm chúc mừng a à đánh bại diêu thịnh cơ bản có thể tiến vào người vị trí dẫn đầu tiếng cười sang sảng ở phía sau vang lên tiêu viêm quay đầu lại nguyên lai like đám người lâm tu nhai vận may thôi hên là có biện pháp khắc chế được hắc thủy quyển nếu không muốn thắng cũng không dễ dàng chút nào tiêu viêm lắc lắc đầu cười nói ngươi có phi hành đấu kỹ hắc thủy quyển cũng không có nhiều hiệu quả lâm tu nhai ánh mắt trộm nứt sau lưng tiêu viêm trong miệng lại trực trực tán thưởng nói chẳng qua ngươi hôm nay đả bại diêu thịnh nhưng thật ra đã đả kích nhuệ khí kiêu ngạo của bọn Liễu Kình, về sau chỉ sợ không còn ai dám khinh thường ngươi nữa." Lâm Tu Nhai tầm mắt hướng về phía bọn Liễu Kình, cười nói, "Ta chỉ muốn tiến vào một trong 10 vị trí đứng đầu cường bảng, đối với ta vị trí thứ nhất hay thứ 10 không quá quan trọng cho lắm." Tiêu Viêm cười nói, hắn không nghĩ đến việc cạnh tranh với hai phương thế lực Lâm Tu Nhai và Liễu Kình, hắn tham gia cường bảng đại tái, chỉ muốn tìm được một ngạch trong 10 vị trí đầu để có tư cách tiến vào tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp mà thôi. Vị trí thứ nhất hay thứ người đều có tư cách như nhau, như vậy chỉ cần nhắm danh, ngạch thứ người thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tu Nhai cười cười, hắn cũng nghe ra ý tứ của Tiêu Viêm, nên cũng cũng không cố gắng dây dưa đề tài này nữa, bèn chuyển hướng, ha ha, chờ sau khi đại tái kết thúc, có lẽ chúng ta còn có thể cùng đi thăm sơn một lần nữa. Đến lúc đó, nếu ngươi có hứng thú có thể tham gia cùng, thứ kia đối với ngươi cũng có chỗ tốt thật lớn đó. Nghe Lâm Tu Nhai nhắc đến chuyện địa tâm thối thể nhũ tiêu viêm trong lòng chợt động nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc thuận miệng nói cho có lệ đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại nhưng con súc sinh kia thực lực quá khủng bố muốn đắc thủ thật không dễ dàng dù sao cũng thử xem người cũng biết thứ đó chân quý như thế nào lâm tu nhai thở dài một hơi mặc dù biết rõ xác suất thành công cực thấp nhưng hắn cũng chẳng muốn buông tha tiêu viêm hàm hồ gật gật đầu tùy ý cùng lâm tu nhai nói chuyện vài câu sau đó bị sự giao phong kịch liệt của trận đấu tiếp theo ở giữa đấu chẳng hấp dẫn ở trận đấu kế tiếp vẫn đầy rẫy hung hiểm lẫn phấn khích. Ở loại cấp bậc chiến đấu này, cho dù lấy nhãn lực bọn Tiêu Viêm, đều âm thầm gật đầu, có thể đi đến vòng này, thực lực của mỗi một cá nhân đều cực kỳ xuất sắc, trận chiến đều khiến cho kẻ nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác theo không kịp. Sau đó, Tiêu Viêm cũng thấy Lâm Diễm ra tay. Sau khi hỏa độc trong người được loại trừ, thực lực hắn rõ ràng có tiến bộ. Theo Tiêu Viêm phỏng đoán, với thực lực hiện tại của Lâm Diễm, có thể tiến vào 10 người đứng đầu cường bảng trận tỷ thí này, đối thủ của Lâm Diễm, đứng hàng thứ 19 trong cường bảng nên hắn đối phó không tiêu hao nhiều khí lực. Chỉ ngắn ngủi 20 hiệp, hắn đã làm cho đối thủ bất đắc dĩ hoàn toàn nhận thua. Sau khi Lâm Diễm xuất tràng không lâu, hai đối thủ khiến tiêu viêm coi trọng cũng lần lượt xuất mã. Lâm Tu Nhai và Liễu Kình tỏa sáng như trăng đêm rằm, NV, như sao giữa đêm đen. Cho dù lấy danh vọng hiện giờ của tiêu viêm, so với bọn chúng thực sự có tranh lệch không nhỏ. Mà sự xuất tràng của Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng là tâm điểm của chúng nhân tại tràng thi đấu. Tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, tiếng hò hét đinh tai nhức óc lại vang lên không ngừng. Liễu Kình xuất chứng đầu tiên. Đối thủ của hắn bài danh thứ 11 trên cường bảng, thực lực bát tinh đấu linh. Vị trí số 11 đã là vị trí tiếp cận với 10 vị cao thủ đứng đầu cường bảng, nhưng kẻ này khi xuất chứng khuôn mặt có chút chua sót, xem ra bộ dáng cực kỳ buồn bực khi chính mình làm đối thủ của Liễu Kình. Diễn biến trận đấu không ngoài dự kiến của Tiêu Viêm, Liễu Kình xuất ra khí thế cực kỳ bá đạo, gắt cao đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Ưng chảo mỗi khi công kích đều lưu lại tàn ảnh giữa không trung, thủ chảo như thiên mã hành không không thể tìm ra sơ hở. Bởi vậy, gã đối thủ dù đã đem toàn lực vẫn không ngừng bị thương tích. Sau khi đàn áp, rụt cục, Liễu Kình đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt xuất ra tốc độ khủng bố. Đến khi mọi người định thần nhìn lại đã thấy thủ chảo của Liễu Kình dừng tại yết hầu đối phương, cảm thụ nơi yết hầu truyền lại kình phong lạnh lẽo vị cường giả bài danh thứ 11 chỉ còn cách giơ tay nhận thua. Nhìn trận đấu không đến 10 hiệp đã phân thắng bại, mọi người trên đài cao đều thở dài lắc đầu cảm thán, không hồ là siêu cấp cường giả bài danh đệ tam. Tuy gã đối thủ của Liễu Kình là bát tinh đấu linh cấp bậc, thoạt nhìn so với Liễu Kình là đấu linh đỉnh phong không sai biệt nhiều, nhưng trong chiến đấu này cho dù người bình thường liếc mắt cũng nhận ra sự chênh lệch. Trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn xuống Liễu Kình ở trong sân, không nhịn được thở dài một hơi, đại tái đã tới vòng 2, nhưng gã này vẫn chưa sử dụng đến liệt sơn thương, chỉ bằng một đôi nhục trưởng đã làm cho phần đông cường giả trở nên ảm đạm. Thực lực bực này quả nhiên khủng bố liễu kình, cơ hồ đã bước nửa chân vào cấp bậc đấu vương, mặc dù chưa thể so sánh với cường giả đấu vương, chính thức nhưng so với các đấu linh tầm thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở bên cạnh tiêu viêm, Huân Nhi đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, nhẹ giọng nói còn có lâm tu nhai, chỉ sợ thực lực của hắn chỉ có hơn chứ không kém, Tiêu Viêm khẽ gật đầu thở dài nói thật sự hai tên này rất mạnh, trong nội viện, ngoại trừ Tử Nghiên sợ không có ai áp chế được bọn họ. Vừa nói xong lời này, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Huân Nhi, cười nói Huân Nhi được không? Đôi lông mi tinh mịn thon dài có chút run run, Huân Nhi cười khẽ hỏi ngược lại Tiêu Viêm ca ca cho rằng thế nào? Dương mắt nhìn nụ cười như hoa của Huân Nhi, bỗng nhiên Tiêu Viêm hoảng hốt, chính mình đã bao lâu rồi không thấy nàng thể hiện. Thực lực của nàng hội đủ tư cách này, nhưng lại cam tâm tình nguyện lặng lẽ đứng phía sau hắn vì hắn làm đủ mọi chuyện mà không quản đến bản thân mình bàn tay chậm rãi vuốt ve hai ám đỏ rực của huân nhi tiêu viêm khẽ thở dài nha đầu này ta biết thiên phú tu luyện của ngươi rất mạnh tuy rằng từ nhỏ đến giờ rất ít nhìn ngươi chân chính xuất thủ nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được thực lực hôm nay của ngươi so với ta mạnh hơn rất nhiều đặc biệt khi đứng phía sau ta cơ hồ ngươi thu liễm hoàn toàn do vậy ta mong ngươi không vì gây áp lực cho ta mà đè ép ta càng thích ngươi tỏa sáng, như vậy ta càng có động lực để theo đuổi. Đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên kinh ngạc nhìn tiêu viêm cảm thán, một lát sau, Huân Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh nhã tuyệt mỹ làm mọi người chung quanh tàn ngập kinh diễm, hô hấp có cảm giác hít thở không thông. Tiêu viêm ca ca thật sự muốn nhìn Huân Nhi tỏa sáng sao. Thanh y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh đang tùy ý cột sợi dây tím, gương mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, bỗng hiện lên một phần ngạo ý, phần ngạo ý này bất đồng với dáng ngang ngược kiêu ngạo cáo mượn oai hùng của liễu phỉ mà là một sự tự tin sự tự tin vào thực lực của chính mình nam nhân tự tin rất có mị lực mà nữ nhân tràn ngập sự tự tin lại thể hiện sự hấp dẫn khác thường điều này thể hiện qua ánh mắt đột nhiên nóng cháy xung quanh bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm nhìn huân nhi trên gương mặt thể hiện ánh mắt quen thuộc trên khuôn mặt tiêu viêm chậm rãi thể hiện một chút ý cười khẽ gật đầu vậy chờ trận đấu chấm dứt cấp cho ca ca xem một huân nhi rực rỡ tỏa sáng nhất Cô gái thản nhiên khẽ cười nhìn sắc mặt mừng rỡ của tiêu viêm, chợt nhẹ giọng nói thêm cứ chờ xem. Chương 565, một triền một cương. Sau khi liễu kình nhập tràng không lâu, cuối cùng tiêu viêm cũng đợi được lâm tu nhai xuất trướng. Đối với vị này được bài danh trên cường bảng so với liễu kình, còn muốn cường giả hơn một bậc, trong lòng tiêu viêm có một tia kỳ vọng. Người này lúc trước ở trong thâm sơn, làm đối thủ một cái đấu vương ma thú, lại trực tiếp đánh tới nên hắn chỉ việc tránh né, nhưng thật ra lâm tu nhai vẫn chưa biểu hiện hết thực lực tương xứng so với phong danh nhưng hắn đã bị tuyết ma thiên viên sau khi cuồng bạo oanh kích thật mạnh vẫn như cũ xem như không có việc gì mà thực lực bực này cũng thuộc loại cực kỳ khủng bố lần thứ hai lâm tu nhai xuất trướng không thể nghi ngờ trận đấu hôm nay số lượng cao trào không nhiều lắm hơn nữa danh khí ở bên trong nội viện cho dù là liễu kình đều không bằng ngày thường bộ dáng hắn bình dị ôn hòa dễ gần cực dễ dàng làm cho người ta đối với người này sinh ra hảo cảm cho dù tâm tính của tiêu viêm là hạng người cứng cỏi bực này, cũng đối với người này khó sinh ra địch ý. Bởi vậy, khi hắn vừa mới bước vào đấu tràng, chung quanh khán đài vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhất óc, không ít nữ đệ tử sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo ngượng ngùng cùng vui mừng nhìn người thanh niên mặc áo thanh sam, đang đứng cao ngất, ở giữa sân, nếu nói không quá ở trong nội viện mọi người đối với lâm tu nhai, cùng liễu kình đều tràn ngập kính sợ thật sự, nhưng có lẽ đối với người trước là kính ý hơn nhiều, mà đối với người sau, ý sợ hãi lại chiếm đại đa số. Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt hứng thú nhìn giữa sân sau đảo về bốn phía xung quanh Lâm Tu Nhai mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong sau khi Lâm Tu Nhai xuất chướng không lâu, rốt cuộc cuối cùng đối thủ của hắn khoan thai chậm rãi bước ra. Đối thủ của Lâm Tu Nhai là một gã cao thủ bài danh vị trí 13 trên cường bảng, chẳng qua vị cao thủ này, ở năm trước gặp đối thủ chính là Liễu Kình liền sắc mặt có chút khó coi, hắn thừa biết cấp bậc của hắn, chỉ cần vận khí tốt một chút, tiến vào 10 người cường giả coi như không quá khó khăn. Nhưng đáng tiếc, hôm nay rút thăm lại gặp phải lâm tu nhai chứng ngại bực này, được ghi tên 10 người đứng đầu, cơ bản nhất định là vô duyên. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu không có bao nhiêu chờ mong, tuy rằng tiêu viêm rất hy vọng vị cao thủ. Bài danh thứ 13 kia có thể làm cho lâm tu nhai, thoáng lộ ra một ít bản lãnh thật sự, nhưng không như mong muốn, cho dù người sau thi triển ra toàn bộ sở học. Nhưng ở trong sân như cũ lâm tu nhai vẫn bộ dáng lạnh nhạt, thanh sam phiêu phiêu, một đôi bàn tay thon dài sạch sẽ giống như nữ nhân thỉnh thoảng nắm chặt xòe ra ngẫu nhiên giữa song trưởng hình thành tư thế quỷ dị mà đối với đôi bàn tay kia đánh thẳng đến sát thân bàn tay giống như phụ cốt chi thư đối với bàn tay này hắn cũng không có một chút biện pháp bất kể hắn dãy ruộng như thế nào cùng với công kích của chính mình thủy trung bị song trưởng của đối thủ khắc chế ở bên trong thậm chí từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến lúc kết thúc thế nhưng hắn không có đụng vào một góc áo của lâm tu nhai trên đài cao tiêu viêm hít mắt nhìn lâm tu nhai mềm mại giống như con rắn cánh tay co duỗi tự nhiên, mượn lực ở trên mặt đất, rõ ràng hắn có thể thu hết trận chiến đấu trong sân vào trong mắt, bởi vậy, hắn có thể phi thường khẳng định, cánh tay Lâm Tu Nhai công kích triền miên quỷ dị, nên đây cũng là một loại đấu kỹ cận, chiến cực kỳ không kém. Hắc, hắc, Liễu Kình có song tuyệt, một chảo một thương, mà có thể xếp ở dưới Lâm Tu Nhai một bậc, đây cũng là hai loại tuyệt kỹ không kém cỏi chút nào. Bỗng nhiên thanh âm Lâm Diễm xuất hiện ở phía sau Tiêu Viêm, thấy người trước quay đầu nhìn lại, hắn đắc ý cười, muốn biết sao, muốn nói gì thì nói đi tiêu viêm nhún vai không nói lời nào cả hắn biết rõ tính tình lâm diễm nhưng hiểu được tại thời điểm này ngươi càng biểu hiện tò mò tên gia hỏa này cố tình không chịu nói quả nhiên nhìn thấy biểu hiện bất cần đời của tiêu viêm lâm diễm cũng không có chút thú vị gì lắc lắc đầu đi về phía trước cánh tay chống trên lan can nghiêng người nhìn về hướng ở giữa sân trận chiến một chiều cười nói một triền một cương một triền một cương cao mày lại tiêu viêm nhẹ giọng thì thào lâm tu nhai tu luyện một loại đấu kỹ có chút cổ quái trên xa thủ giống như ngươi đã thấy như vậy hắn có thể sử dụng đấu kỹ này đem công kích của ngươi toàn bộ áp chế trong phạm vi nhỏ người có thực lực yếu cơ hồ sẽ bị công kích của hắn đùa bỡn theo tâm ý của hắn lâm diễm sách xách miệng hơi có chút sợ hãi than nói trên xa thủ này cùng với đại liệt phách quan trảo của liễu kình có chút bất đồng nếu nói người sau cương mãnh vô cùng như vậy đây là một loại nguyên lý lấy nhu khắc cương ta từng cùng với hắn chiến qua vài lần chẳng qua mỗi lần đều bị tê diền xa thủ quỷ dị kia khiến cho sức đầu mẻ chán luận về trình độ khó chơi trên xa thủ này so với đại liệt phách quan trảo của liễu kình có phần mạnh hơn tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt liếc về phía giữa sân quả nhiên phát hiện song trưởng của lâm tu nhai chuyển động ngoằn nghèo giống như thân rắn quỷ dị mà linh hoạt bị hai cánh tay này vây công muốn vùng thoát ra khỏi chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì ngư bì đường khóe miệng giật giật tiêu viêm đặt cho đấu kỹ của lâm tu nhai một cái tên chuẩn xác cái kia gọi là một cương sao ánh mắt có chút lóe lên, tiêu viêm nhẹ giọng nói. Hắc hắc, việc này ta cũng không rõ lắm, một cương của lâm tu nhai giống như một thương bình thường của liễu kình, dựa theo phỏng đoán, của ta thực có rất ít người có thể làm cho hắn thi triển triển xa thủ, nên người nào đó có tư cách quan sát đấu kỹ cực kỳ lợi hại này, thì ta chưa từng nghe qua, thứ kia rất lợi hại, năm đó ngay cả liễu kình đều thua ở điểm này, nhiều năm như vậy trôi qua, nói vậy cái kia gọi là một cương sao, lại càng thêm khủng bố sau khi dứt lời, lâm diễm sao sao đầu ngượng ngừng cười nói, nhưng thật ra trong ngữ khí có chút chờ mong. Có chút khẽ gật gật đầu, tiêu viêm khẽ thở dài, không hồ là cường giả ở trong nội viện được xếp ngay sau tử nghiên A, cho dù là ẩn tàng sát chiêu, cũng làm cho người bình thường theo không kịp. Việc này không có gì là kỳ quái, trừ bỏ một số người đặc thù ở ngoài ra, hai người bọn họ ở trong nội viện là nổi bậc nhất trong đám đệ tử, có được thành tựu bậc này cũng không kỳ quái, nhưng thật ra người tiến vào nội viện ngay cả một năm cũng chưa đến, cũng có thực lực chen vào vị trí 10 người, người đứng đầu, nói cho cùng, ngươi mới là quái vật mạnh nhất, ta nghĩ, nếu cho ngươi đủ thời gian, cho dù cái kia cậy mạnh vương quyền, cũng không phải đối thủ của ngươi lâm diễm có chút cổ quái liếc mắt nhìn tiêu viêm, lời vừa dứt, ánh mắt cũng không ngừng hướng bốn phía phiêu đi, tựa hồ hắn sợ miệng bị vạ lây đột nhiên vương hội cậy mạnh xuất hiện, tại nơi này, tiêu viêm cười cười, nói, quên đi, vị trí tử nghiêm ta không thèm nghĩ nữa. Bằng không làm cho nàng tức giận, một quyền thôi cũng không dễ chịu chút nào lâm diễm nhún vai nói ngươi cũng có thể cảm giác được liễu kình cùng lâm tu nhai như thế nào đều tôn trọng ngươi nói vậy cho dù miệng bọn hắn không nói ra nhưng trong suy nghĩ vẫn đối với ngươi còn trẻ mà đã thành tựu như vậy làm cho bọn hắn cảm thấy rất ư là kinh ngạc tiêu viêm cười cười nhẹ giọng nói ta ở trong này thời gian lưu lại không được bao lâu nội viện là địa điểm dừng chân tạm thời mà thôi là gia tộc của ngươi có chuyện gì sao hắc hắc ta từ trong miệng một số trưởng lão biết được một ít tin tức của ngươi Ánh mắt Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm, bỗng nhiên trở nên nóng cháy rất nhiều, thậm chí có tia hàm xúc ý tứ sùng bái. Một mình chọn một cái tông phái có đấu tông cường giả tọa chấn, cuối cùng còn bình yên rời đi nữa chứ, thật không biết ngươi là loại biến thái gì, như thế nào làm được? Nào nào, Tiêu Viêm chợt tỉnh ngộ, lấy thế lực giả nam học viện, chỉ sợ ngày đó mình vừa tiến vào học viện, đã có được một phần tin tức tình báo của chính mình. Huống hồ sự tình khiêu chiến Vân Lam tông bực này, ở Ra Mã Đế quốc sớm đã nhiệt náo hẳn lên dĩ nhiên mọi người đều biết việc này, sau khi tùy tiện nghe ngóng liền có thể biết được. Tiêu viêm cười cười, nhưng không nghĩ phải giải thích cái gì đó. Bạn đang đọc truyện tại HTTP, Chu Yên Phun. VN dựa theo thời gian, nếu ta tiến nhập vào 10 người đứng đầu, có lẽ ở nội viện là một trưởng lão danh dự 1-2 năm, đến lúc đó ngươi nếu phải về ra mã đế quốc, hơn nữa nếu ngươi thật sự không chê ta phiền toái, ta có thể theo ngươi lăn lộn một chút, dù sao du lịch ở khắp đại lục, cũng là ta dự định sau này. Lâm Diễm vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười hắc hắc nói. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt tươi cười Lâm Diễm ở bên cạnh, một lát sau, nhưng thật ra Tiêu Viêm có chút vui sướng gật gật đầu, lấy thực lực Lâm Diễm, sợ là sớm hay muộn có thể tiến vào đấu vương cường giả, đừng nói ở Gia Mã Đế quốc, cho dù phóng nhãn khắp đại lục cũng rất có chút ngân lượng, ngày sau chính mình cùng Vân Lam Tông xung đột bùng nổ cơ hồ không thể tránh khỏi được, nếu có thể tại bên người ngưng tụ một đám cường giả chân chính, đối phó với Vân Lam Tông cũng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều đến lúc đó ta nhất định gọi ngươi lúc hai người nói chuyện với nhau. Chiến đấu ở trong sân cũng dần dần đi đến hồi kết thúc, trận chiến đấu này, cơ hồ từ đầu cho tới cuối đều ở trong tầm khống chế của Lâm Tu Nhai. Đối thủ này tại trong song thủ mềm mại quanh coi như rắn, đầu óc cơ hồ choáng váng. Bởi vậy, rằng co ở trong chiến đấu 10 phần nghiêng về một phía, trận chiến đấu này đích xác mang theo tính chất chơi đùa, hoàn toàn kết thúc. Bàn tay Lâm Tu Nhai lặng yên ấn lên ngực đối thủ, đột nhiên một cổ nhu lực bùng nổ, Mọi người đều biết, trận chiến đấu này, đã có kết cục không ngoài dự kiến. Đi thôi, nếu tiếp tục chiến đấu chẳng có gì hay để xem. Nhìn xuống phía dưới lâm tu nhai chấn xuất đối thủ bay ra ngoài, lâm diễm hướng về phía tiêu viêm phất phất tay, dẫn đầu đối với đấu chẳng bước ra ngoài, liền xoay người lại nói, hiện tại đợi ngày mai 10 người đứng đầu tranh đoạt ngôi vị, chẳng qua cũng không biết ba vị trí đứng đầu sẽ đảo lộn như thế nào, gật gật đầu cười, ánh mắt tiêu viêm hướng về phía giữa sân, vừa vặn tầm mắt lâm tù nhai cũng hướng bắn lại đây hai đạo ánh mắt đan nhau ở giữa không trung mỉm cười lẫn nhau chẳng qua ở trong nụ cười cũng đều ẩn chứa một chút chờ đợi cùng hừng hực nóng cháy hiển nhiên hai người đối với đối phương đều cực kỳ tôn trọng có lẽ cũng có thể tính tất cả các cường giả đều là người thông minh tuy nói tiêu viêm biểu hiện thực lực cụ bị không đủ tư cách nhưng lâm tù nhai là người sáng suốt lại biết được thanh niên này tuổi so với bọn hắn nhỏ hơn một chút lại có đủ sức chiến đấu khủng bố đủ so với bọn hắn hy vọng ngày mai gặp đối thủ đừng quá mức làm cho ta đau đầu. Trong lòng thầm nói như vậy, tiêu viêm xoay người lại, cùng bọn người huân nhi bước đi khỏi đài cao, cuối cùng ở đây vẫn như cũ tiếng hoan hô hỏa lẫn tiếng quát tháo rất lớn xôn xao, dần dần biến mất ở trong tầm mắt mọi người. mươi 566, Quyển Trục Trăng treo như đĩa bạc, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời nhẹ nhàng chiếu rọi khiến toàn bộ nội viện, như được khoác một chiếc áo bạc mông lung. Trong phòng, tiêu viêm ngồi xếp bằng trên đầu giường tiến hành tu luyện năng lượng thiên địa chậm rãi tụ tập xung quanh hắn rồi cuồn cuộn không ngừng tiến nhập bên trong thân thể tiêu viêm ca ca ngủ rồi à tu luyện được gần một giờ thì chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên thanh âm hòa nhã của huân nhi truyền vào phòng chậm rãi mở mắt tiêu viêm nghi hoặc hướng về phía cửa phòng cười nói vào đi cửa phòng mở ra một cô gái áo xanh chậm rãi đi vào dưới ánh trăng nhàn nhạt soi qua khung cửa sổ hiện lên đôi má thanh nhã tuyệt mỹ làm chúng nhân nhịn không được mà say mê chìm đắm nhìn thiếu nữ thân thể thon dài mềm mại mà duyên dáng đứng trước mặt, cộng thêm u hương nhàn nhạt tỏa ra, tiêu viêm trong lòng thầm rung động. Tiểu nữ hài năm đó luôn bám, theo mình nay đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, rồi, ngả người xuống giường, hướng mắt nhìn con ngươi trong như nước mùa xuân, trong ánh mắt tiêu viêm như có lửa thiêu đốt, ôn nhu hỏi, có việc gì vậy? Như cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của tiêu viêm, huân nhi hai má nhẹ ửng hồng, tư thái tiểu nữ nhi này, quả thật cùng với bộ dáng lạnh nhạt thường ngày kia hoàn toàn tương phản. Không thể phủ nhận Huân Nhi giờ phút này có một mị lực phi phàm. Hỏa nhiệt trong mắt Tiêu Viêm ngày càng đậm. Đêm dài tịch mịch, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, thật dễ làm người ta nghĩ đến những chuyện không lành mạnh. Theo ánh mắt ngày càng nồng cháy của Tiêu Viêm, vết hồng trên khuôn mặt Huân Nhi cũng càng thêm đậm. Một lúc sau, Huân Nhi từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu đen, đưa cho Tiêu Viêm rồi xoay người định chạy đi. Nhưng Tiêu Viêm nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ tay thanh khiết trắng ngần như ngọc kia kéo nhẹ một cái, giữa tiếng kêu thẳng thốt của Huân Nhi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ôm thân thể mềm mại kia trong lồng ngực, Tiêu Viêm cảm nhận được hơi ấm truyền qua áo. Huân Nhi gương mặt đỏ bừng tựa hồ muốn tan thành nước, cả người thoáng dễ dụa, sau đó đành thả lỏng không phản kháng. Thanh âm nàng nhỏ như tiếng mũi kêu, "Không muốn." Tiêu Viêm không nhịn được nắm chặt bàn tay tinh tế mảnh mai kia một, cảm giác thoải mái tràn đầy trong lòng. Cúi đầu xuống nhìn thần tình đỏ bừng của Huân Nhi, Hắn trêu, "Nha đầu này, nửa đêm chạy tới phòng ta có ý đồ gì, mau thành thật khai báo." Huân Nhi thấp giọng than thở, "Ác nhân kiện hảo nhân a." À. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu ra, xuất hiện bộ dáng tiểu nữ nhân bị ủy khuất thường ngày khó thấy của Huân Nhi, Tiêu Viêm cánh tay không tự chủ được vòng qua cái eo nhỏ nhắn ôm thật chặt, còn tay kia nâng cầm nàng, nhìn Huân Nhi hai mắt mở to, trong ánh mắt mọng nước chợt xuất một tia thủy mị kiều diễm, đôi môi ướt át hồng nhuận, hắn chậm rãi cúi thấp đầu. Tiêu Viêm ca ca, thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy, biết rõ Tiêu Viêm muốn làm gì, Huân Nhi gương mặt ửng đỏ càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, cảm nhận được hơi thở đối phương phả vào mặt, nàng đột nhiên lấy ra quyển trục màu đen khi nãy, vội vàng nâng lên, vừa vặn đem ngăn sự tiếp xúc giữa khuôn mặt hai người. Bị quyển trục ngăn, Tiêu Viêm đành dừng lại, đưa tay cầm lấy nó. Thấy hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng tự hồ hơi có cảm giác mất mát. Dưới ánh mắt Huân Nhi, tiêu viêm cũng chỉ tùy tay đem quyển trục thu. Vào nạp giới, trong lúc Huân Nhi đang kinh ngạc, hai tay mạnh mẽ áp chặt hai má nàng, hé miệng cười, tiêu y trong khóe mắt càng nồng đậm hơn. Trong cảnh u tĩnh bên trong phòng, hai khuôn mặt, một ngượng ngùng cùng một cười xấu xa nhanh chóng tiến gần sát, cuối cùng chạm nhau. Dưới ánh trăng, hai thân thể nam nữ, một an tĩnh, một thon dài, gắt cao ôm lấy nhau, phóng thích lửa nóng tình cảm trong lòng. Hai người hôn nhau đều có chút chút chắc không quen, nhưng chẳng qua đối với người lần đầu tiên nếm trái cấm nam nữ mà nói, thì không thể nghi ngờ là cảm giác tiêu hồn muốn chết hai đôi môi tiếp xúc, với nhau một lúc lâu sau mới rời ra, mang theo tiếng hít thở hổn hển. Tiêu viêm liếm liếm môi, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lồng ngực, trái tim vốn đang thoáng có chút tĩnh lặng nhất thời lại nhảy lên. Giờ phút này, thiếu nữ tâm trí dối bời, trong đôi mắt vốn luôn tràn ngập nụ cười thanh nhã hiện tại lại có thêm một chút mị nhãn, như tơ, xuân thủy tràn đầy, trong thanh thuần ẩn chứa đầy mỹ ý, bị dáng vẻ của nàng hấp dẫn, Tiêu viêm thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ khí nóng ở bụng dưới, hạ thể từ từ dựng lên. Hai người thân thể cơ hồ dán sát vào nhau, bởi vậy khi tiêu viêm hơi có biểu hiện, Huân Nhi vốn đang giúp trong lồng ngực hắn như nai con hoảng sợ, vội vàng dãy ra, sắc mặt đỏ bừng nói, tiêu viêm ca ca, đừng làm làm bậy nha. Nhìn thấy Huân Nhi có bộ dáng như vậy, tiêu viêm hắc hắc cười, thu hồi dục niệm trong lòng, liếm liếm miệng, cảm thụ lại tư vị mềm mại tiêu hồn khi nãy, nhịn không được khoái miệng nở nụ cười rộng. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm đắc ý như vậy, Huân Nhi hai má lại ửng đỏ hung hăng trợn mắt, bất quá thiếu nữ sau khi nếm hương vị ái tình, vừa lườm hắn xong đã lại mỉm cười kiều mị. Tiêu Viêm cũng biết đây là chuyển biến tốt, hắn biết cô nàng này đối với chuyện nam nữ ra mặt quá mỏng, bởi vậy cũng không trêu chọc nữa, lười nhác ngồi xuống, tùy tay lấy ra vật lúc nãy Huân Nhi đưa quyển trục màu đen. Ánh mắt mơ màng, kinh ngạc trên mặt cũng trở nên dày đặc. Quyển trục toàn thân màu đen, màu sắc có chút ám trầm, phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện quyển trục này ẩn ẩn tản ra những tia sáng màu đen cực mờ nhạt, hơn nữa phía trên quyển trục còn có đủ loại hình vẽ cực kỳ huyền dị uốn quanh khúc khuỷu giống như hoa văn thông thường, rối rắm vô cùng. Để quyển trục màu đen lơ lửng trong tay, Tiêu Viêm lại lần nữa kinh ngạc phát hiện quyển trục này tạo hình có điểm cổ quái, căn bản không có chỗ mở ra, chỉnh thể liền nhau như một cái ống trúc quanh co, so với các loại quyển trục bình thường khác hoàn toàn bất đồng. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nghi hoặc, ngẩng đầu về phía Huân Nhi, tay giơ quyển trục, hỏi lúc này huân nhi gương mặt ửng đỏ đã nhạt bớt nhiều chẳng qua nhìn lại có thêm vài phần động lòng người ngượng ngùng bước nhẹ nhàng tới bên tiêu viêm cười dài nói đây là một quyển đấu kỹ chẳng qua phải cần có thực lực đấu vương mới có thể mở ra nghe vậy tay tiêu viêm run lên thiếu chút nữa là làm rơi quyển trục cần thực lực đầu vương mới có thể mở đấu kỹ lần đầu tiên hắn gặp chuyện này đây là đấu kỹ cấp bậc gì ý cười trên mặt tiêu viêm dần thu liễm nghiêm mặt hỏi chờ khi huynh có thể mở nó ra lúc đó khắc sẽ biết ngay. Huân Nhi lắc lắc đầu, tránh câu hỏi của tiêu viêm. Thứ này quá quý, tiêu viêm nhíu mày, nhưng lời nói còn chưa chấm dứt, đối diện hắn là một đôi mắt u oán, hắn ngay lập tức xấu hổ ngậm ngay miệng. Từ nhỏ đến lớn, tiêu viêm, ca ca chưa từng nhận của Huân Nhi một món đồ nào. Huân Nhi nhẹ giọng thở dài. Được rồi, được rồi, ta nhận. Nhìn thấy Huân Nhi bộ dáng u oán, tiêu viêm cười khổ một tiếng, trần chờ một lúc, đành gật gật đầu, hắn không phải là người theo chủ nghĩa đại nam nhân, chỉ vì Huân Nhi đột nhiên xuất ra đồ vật chân quý như thế, lúc nhất thời hắn có chút khó xử. Nhớ rõ, nhất định phải đợi cho tiến vào cấp đấu vương mới có thể mở ra tu luyện, nếu không đối với ngươi sẽ không tốt. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhận lấy quyển trục, Huân Nhi đang u oán nhất thời hai má lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nhắc nhở. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái áo xanh đối diện. Huân Nhi dương đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, sau đó ngưng trọng thấp giọng nói, còn nữa, tiêu viêm ca ca, cái đà xá cổ đế ngọc kia, huynh nhất định phải nhớ rõ lời huân nhi, không được nhắc tới. Bất luận là với kẻ nào, nếu không huynh sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hiện tại huynh vẫn chưa nắm giữ được sức mạnh của nó, cho nên ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Nhìn huân nhi bộ dáng ngưng trọng, tiêu viêm cũng không dám vui đùa, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ha ha, vậy huân nhi về phòng trước, tiêu viêm ca ca cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải kịch liệt chiến đấu. Nói xong, Huân Nhi hướng về phía tiêu viêm thản nhiên cười, cả người đi về phía cửa bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng Huân Nhi dần biến mất, tiêu viêm khẽ nhíu mày, chẳng biết vì sao hắn luôn cảm thấy Huân Nhi hai ngày nay có chút kỳ quái, cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện này, hay là ta đã nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng ra vậy. Đem cửa phòng đóng lại, tiêu viêm bàn tay vừa động, đem quyển trục màu đen cầm trong tay, trong lòng thấp giọng nói, lão sư, có thể nhìn ra quyển trục này là vật gì không? Không thể, mặt trên quyển trục này có phong ấn đặc thù, trừ phi mạnh mẽ phá vỡ, bằng không ai cũng không biết bên trong là đấu kỹ ra sao. Bạn đang đọc truyện tại Kép. Chuyện phun thanh âm dược lão không lâu sau đó lại vang lên, chẳng qua lấy bối cảnh thân phận của tiểu nữ nhi kia, đấu kỹ có thể làm cho nàng coi trọng nó như vậy, tuyệt đối không phải vật thường tiêu viêm yên lặng gật đầu, mắt khẽ lóe lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu thư, người đã đem thứ kia cho tiêu viêm thiếu ra, bên trong phòng lăng ảnh có chút ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt đang cầm chén trà con người mọng nước vẫn như cũ còn lưu lại nhàn nhạt vẻ thẹn thùng đối mặt với câu hỏi của lăng ảnh huân nhi tùy ý gật đầu bộ dáng tựa như đem cho một vật gì đó tầm thường nhưng vật đó là do tộc trưởng đại nhân vất vả lắm mới tìm được lăng ảnh cười khổ nói vật này thích hợp với tiêu viêm ca ca hơn ta huân nhi nhàn nhạt cười nói chợt phất tay lăng lão việc này không được để cho những người khác biết cho dù là người thân cận nhất cũng không thể thôi được rồi trần chờ một chút lăng ảnh đành bất đắc dĩ thở dài một hơi chợt thân hình vặn vẹo hóa thành bóng ma biến mất trong bóng tối tiêu viêm ca ca những gì huân nhi có thể làm đều đã làm rồi con đường trở thành cường giả chân chính sau này đành phải dựa vào chính huynh a hy vọng ngày sau gặp lại huynh có thể trở thành cường giả chân chính mạnh đến nỗi làm huân nhi cũng phải ngước nhìn tay cầm chén cha ấm trong lòng huân nhi nhẹ vang từng tiếng nỉ non chương năm trăm sáu mươi bảy tranh đoạt người vị trí dẫn đầu thời gian chậm rãi trôi qua, đến cuối cùng khi ánh trăng biến mất ở phía cuối chân trời, ánh sáng bình minh nhàn nhạt hiện lên, xua tan bóng tối bao phủ trên mặt đất. Khi ánh sáng dạng đông đầu tiên tiến nội viện, bầu không khí im lặng nhất thời chính thức tiêu tán. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu quyết định 10 danh ngạch đứng đầu cường bảng, giải đấu tới lúc này cơ bản có thể nói là đã chân chính bước vào cao trào, toàn bộ các đệ tử trong nội viện đều chờ mong sự xuất hiện của 10 cao thủ mới trên cường bảng quảng trường rộng lớn như cũ, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã đông nghịch người, những tiếng ồn xôn xao ầm ĩ không ngừng vang lên, một bầu không khí sôi động, làm cho mỗi một người trong cuộc cũng đều có chút bị cuốn theo. Khi bọn người tiêu viêm đi tới đài cao thì quảng trường cũng đã kín người hết chỗ. Tuy rằng trải qua hai ngày đào thải, đã có một nửa số người dự thi bị loại bỏ đi, nhưng những trận chiến đấu cấp bậc cao như vậy, cho dù không thể tham gia, có thể ở bên quan sát một chút cũng là vô cùng tốt. Nguồn chuyện, lúc này tiêu viêm, không thể nghi ngờ đã trở thành ngựa ô trong giải đấu cường bảng lần này. Tiến vào nội viện thời gian không đến một năm, liền có được tư cách để đánh sâu vào 10 vị trí đầu tiên trên cường bảng. Thực lực bực này, đủ để làm cho thường nhân cảm thấy hoảng sợ. Bởi vậy, hắn vừa vào sân đấu, đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người. Không để ý ánh mắt xung quanh, đoàn người tiêu viêm đi tới vị trí hôm qua, sau đó ngồi xuống, thấp giọng cười nói cùng đợi trận đấu bắt đầu. Mấy người tiêu viêm vừa mới ngồi xuống, một thân ảnh nhỏ sinh liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt tóc đuôi ngựa thật dài màu tím nhạt cùng với bộ dáng đáng yêu như bạch ngọc cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân đều cũng có lực sát thương không nhỏ tử nghiên vừa xuất hiện liền hướng về phía tiêu viêm hắc 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 cười tiêu viêm liếc mắt nhìn tử nghiên một ngày không gặp chợt thần tình có chút kinh ngạc trông nàng bây giờ quần áo có điểm rách nát tuy cánh tay mảnh khảnh đã cố che đậy thế nhưng cũng không thể che kín toàn bộ được người làm sao vậy nhìn thấy tử nghiên bộ dáng đáng thương tiêu viêm nhịn không được hỏi đi vào thật sâu trong núi thật vất vả cuối cùng mới tìm được ít linh dược nhưng lại gặp một đầu ma thú cấp đấu hoàng bảo hộ ta cùng hắn đánh một trận đánh không lại bỏ chạy trở về tự nhiên bĩu môi chẳng hề để ý nói nghe vậy bọn người tiêu viêm nhất thời ngây ra tiểu nha đầu này thật đúng là quái vật còn dám đi tới chỗ ma thú cấp bậc đấu hoàng dò xét quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ hổ a à. hừ tên kia so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu bị ta đánh trúng một quyền rất mạnh cũng bị chảy vi chóc vẩy đáo chứ nhìn biểu tình tiêu viêm, tử nghiên nhất thời không vui, đáp lại. Lông mày nhướng lên, tiêu viêm thật ra không nghĩ tử nghiên nói dối, tiểu nha đầu tuy rằng biểu hiện thực lực ở cấp bậc đấu vương, nhưng lực lượng cổ quái kia, khi hắn phẫn nộ mà bộc phát vô cùng khủng bố, cho dù là lấy thân thể cứng rắn của ma thú kia, mà bị một quyền toàn lực đánh trúng, kết cục cũng có thể như thế lắm chứ. Hắc hắc, tiêu viêm, chúng ta lần sau cùng đi được không? Ta cầm chân tên kia, ngươi lẻn vào lấy linh dược thì tốt rồi. Tử nghiên bỗng nhiên bước tới, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần tiêu viêm hắc hắc cười nói nghe được lời này tiêu viêm nhất thời vô lực đảo cặp mắt trắng giã lần trước vì đối phó một đầu đấu vương cấp bậc tuyết ma thiên viên đó mà mất đi lão đại kình hiện tại lại muốn hắn đi đối phó đấu hoàng ma thú không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao thuận miệng ứng phó vài câu tiêu viêm cảm nhận được không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên xôn xao có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn nguyên lai like tại lối vào Xuất hiện thân ảnh bọn người lâm tu nhai là ngôi sao trói sang ở nội viện, danh tiếng của hắn tất nhiên là so với tiêu viêm càng nổi bật hơn nhiều. Thực sự làm cho người ta cảm thấy trong nội viện này, khó có thể lay động danh vọng cùng địa vị của hắn. Đoàn người lâm tu nhai sau khi tiến vào sân thi đấu, liền đi thẳng đến chỗ tiêu viêm đang đứng. Hy vọng hôm nay tuyển ra 6 cặp đấu, chúng ta sẽ không ở cùng một cặp, ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt lại gặp phải ngươi. Người chưa đến, nhưng tiếng cười sang sảng đã rơi vào tai tiêu viêm trong thanh âm có phần rất coi trọng đối với tiêu viêm, làm cho đám người chung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Bên trong nội viện này, có thể làm cho lâm tu nhai coi trọng như thế, cơ hồ là tồn tại như phượng mau lân giác. Hàng hiếm di, nếu quả là như vậy, ta sợ là không được hay ho a. À. Tiêu viêm cười cười, hắn đồng dạng cũng cũng không muốn tại thời điểm này mà gặp phải lâm tu nhai, mục tiêu của hắn chính là trong 10 vị trí đầu, top 10. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó hắn sẽ không cần phải kiêng kỵ gì, cũng không cần lo lắng gặp phải đối thủ cực kỳ khó giải quyết nữa. Có ta bảo kê cho ngươi, ai dám không cho ngươi mặt mũi." Một thanh âm có vẻ rất nghĩa khí ở sau Tiêu Viêm vang lên, Tử Nghiên nhảy lên trên ghế, từ trên cao nhìn xuống vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, chợt kiêu căng nhìn Lâm Tu Nhai, hai nắm tay nhỏ nhắn giơ giơ lên, nói: "Tiểu tử, chúng ta đợi ngươi đó, nhưng đừng có chạy nha, bằng không cho dù ngươi có nhảy xuống chàng ta cũng sẽ đuổi theo ngươi đánh một trận." Đột nhiên nhảy ra một Tử Nghiên làm cho ý cười trên mặt lâm tu nhai nhất thời thu liễm rất nhiều. Xấu hổ nói, đó là tự nhiên, bên trong nội viện này, còn có thể có ai cùng tử nghiên học tỷ đối kháng. Người cũng thức thời đó. Tử nghiên lúc này mới đắc ý cười, vừa định nói tiếp, thì tiêu viêm ở bên vội vàng kéo lại, ôm xuống dưới ghế dựa, không để ý đến nàng dãy ruộng, ấn ở sau người, hướng về phía lâm tu nhai. Cười khổ nhún vai nhìn tử nghiên bị tiêu viêm mạnh mẽ kéo lại đằng sau, tuy rằng không ngừng dãy ruộng, nhưng rõ ràng lại giống như tiểu hài tử đang làm nũng, Lâm Tu Nhai chỉ biết há hốc mồm, khóc không ra tiếng. Kẻ chuyên cậy mạnh như nàng, lúc này lại bị người đối xử như vậy mà cũng không phát hỏa. Nếu là trước kia, ai dám ấn đầu nàng xuống, chỉ sợ cho dù chạy trốn tới ngoại viện, cũng sẽ bị lôi đi đánh cho mặt mũi tới bầm dập mới thôi. Tiểu tử Tiêu Viêm này không biết đã cấp cho Ma Lực Vương này loại thuốc gì mà lại có thể cùng hắn quan hệ như thế được. Trong lòng than thầm vài câu, Lâm Tu Nhai cũng không dám dừng lại, nếu tự nhiên lại ngay tại đương trường chỉ vào mặt hắn lớn tiếng chửi mắng cho dù ở đây mọi người đều biết tính nữ hài khủng bố này chỉ sợ cũng sẽ làm trò cười cho người khác bởi vậy hắn chỉ nói với tiêu viêm rất nhanh mấy câu sau đó dẫn người chạy thẳng về phía ghế của mình nhìn lâm tu nhai chạy chối chết bọn người tiêu viêm cũng nhịn không được bật cười không nghĩ tới hắn danh vọng trói sáng nhưng đối với tử nghiên lại úy kỵ như thế quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a khi bọn lâm tu nhai vào sân đấu không lâu ở một nơi khác một tổ đội VIP khác là nhóm người Liễu Kình cũng tiến vào giữa sân. Lộ tuyến của hắn vốn cũng cần đi qua trước mặt bọn người Tiêu Viêm, nhưng khi hắn đảo mắt qua đó, liền nhìn thấy ngồi bên cạnh Tiêu Viêm một tiểu cô nương tóc đuôi ngựa màu tím nhạt, sắc mặt vốn rất bàng quang liền khẽ biến, chợt điềm nhiên như không chuyển qua hướng khác, tránh qua chỗ bọn người Tiêu Viêm. Tuy rằng lộ tuyến Liễu Kình biến hóa rất là vi diệu, nhưng vẫn bị một ít người tinh tế phát hiện, lập tức đều có chút buồn cười, cái đám hoành tráng này, ở trước mặt tiểu cô nương đáng yêu kia, lại đều mất đi phong thái của cường giả a theo thời gian trôi qua số người trong sân cũng càng lúc càng nhiều thanh âm xôn xao hỗn tạp nháo nhào lan tràn ra rất xa khi các trọng tài lên đài các vị trưởng lão cũng theo thứ tự ngồi xuống cuối cùng là một tiếng chuông ở giữa sân vang lên khi tiếng chuông vang lên trong chốc lát tiếng xôn xao ẩm ý khắp quảng trường cũng chậm rãi hạ xuống từng đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào các trọng tài phía trên ở giữa toàn trường Tô Thiên sửa sang lại y bào, chậm rãi đứng lên, cất cao giọng nói, trải qua hai ngày đấu loại, cường bảng đại tái lần này còn lưu lại 13 người, mà muốn tiến nhập 10 vị trí đầu tiên, phải có 3 người hôm nay sẽ bị loại, dựa theo quy củ đại tái, chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra 6 người tiến hành tỉ thí, người thắng tiến vào 10 vị trí đầu, mà người bại, chỉ có thể xếp ở phía sau. Nói xong, Tô Thiên đem một cái ống trúc đặt ở trước mặt, trong ống trúc có 13 cái thẻ tre. Trong 13 thẻ có tên 13 người dự thi, ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra người tiến hành 6 trận đấu. Theo ống trúc bày ra, giữa sân không khí nhất thời trở nên khẩn trương hơn rất nhiều, mọi người đều tập trung nhìn về phía trọng tài phía trên, việc có ý nghĩa quyết định đến tên của 10 người đầu tiên, cuối cùng cũng bắt đầu. Ở trước mắt bao người, Tô Thiên chậm rãi rút ra một thẻ, liếc liếc mắt, chợt lớn tiếng đọc ra, Nghiêm Hạo. Thanh âm Tô Thiên hạ xuống, mọi người đều là có thể thấy rõ ràng, trên đài cao khuôn mặt Nghiêm Hạo liền trở nên căng thẳng mãnh liệt. Tiếp theo, sẽ là đối thủ cùng nghiêm hạo tranh đoạt một trong 10 vị trí đứng đầu. Thản nhiên nói xong, Tô Thiên lại lần nữa rút thẻ, mở ra, ánh mắt thoáng nhìn, nói, tiễn mạch. Từng đạo ánh mắt theo thanh âm chuyển tới đài cao, trên người một vị nam tử hơi có chút mập mạp, tiễn mạch, cường bảng bài danh thứ 8, thực lực cũng là rất mạnh, cùng nghiêm hạo đồng dạng đấu linh đỉnh phong. Nhưng tổng lực chiến đấu lại kém hơn nghiêm hạo không ít, bởi vậy, vừa nghe chính mình gặp đối thủ là nghiêm hạo, lông mày nhất thời trở nên nhíu chặt không để ý đến ánh mắt mọi người. Tô Thiên tiếp tục rút thẻ, mở ra, hơi dùng mình, chợt có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tử nghiên. Qua a a cái tên này vừa mới văng lên, liền làm cho bọn người lâm tu nhai, liễu kình giật mình thon thót. Đối với tâm tình của bọn họ, Tô Thiên thật ra cũng hiểu, âm thầm cười cười, càng chậm rãi rút lá tiếp theo làm cho những người này quả thực rất buồn bực, tần chấn. Hô trên đài cao, mọi người thở ra một hơi thật dài. Chợt mang vẻ mặt đồng tình nhìn về phía một nam tử sắc mặt đã trở lên tái nhợt, tên đáng thương, cho dù hắn cường bằng bài danh thứ sáu, nhưng gặp Man Lực Cương chỉ sợ cũng không có cửa. Thẻ cuối cùng, trên chỗ ngồi của trọng tài, Tô Thiên vung tay hút lấy một chiếc thẻ, chậm rãi mở ra, lần này có chút kinh ngạc mở miệng, Liễu Kình. Sân đấu lại một lần nữa trở lên yên tĩnh, một ít người trong lòng than thở, xem ra lại sẽ có thêm một tên xui xẻo a. À. Vẻ mặt Liễu Kình lúc này không có nửa điểm dao động chỉ cần đối thủ không phải tử nhiên, cho dù là lần này gặp Lâm Tu Nhai, hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Giống như kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người, Tô Thiên rất chậm rãi lấy ra tấm thẻ cuối cùng, hướng về phía mọi người vẫy vẫy, lúc này mới cười khẻ mở ra, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt liền nhanh chóng thu liễm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, dưới sân mọi người lại trở lên sao động. Khụ một lát sau, Tô Thiên rốt cục cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi đầu hướng tới một vị trí trên đài cao, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm, cả sân đấu trở lên yên tĩnh, chợt một trận tiếc hận nhìn lên phía đài cao nơi có một thanh niên hắc bào đang nhíu mày. Chương 568, ngựa ô và cao thủ lão thành cường bảng. Trên đài cao, mọi người ngoảnh mặt nhìn nhau, đều không nghĩ đến thất ngựa ô nổi bật nhất, trong thời khắc mấu chốt này lại gặp phải chướng ngại ghê gớm này. Trong nội viện, có thực lực đối chiến cùng Liễu Kình e rằng chỉ có hai người Lâm Tu Nhai cùng Tử Nghiên. Tuy lúc biểu hiện chiến đấu lúc trước của Tiêu Viêm có vẻ rất khủng bố, nhưng so với chân chính cường giả đỉnh cấp trên cường bảng liễu kình, thì không thể nghi ngờ là thật sự có tranh lệch thật lớn. Tiêu viêm tiểu tử này cũng thật xui xẻo, nghiêm hạo thở dài một hơi nói với đám lâm tu nhai bên cạnh. Hàn Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, tuy nàng đánh giá khá cao thực lực của tiêu viêm, bất quá nếu thật sự cùng cường giả như liễu kình so sánh, nàng không thể không thừa nhận vẫn có sự tranh lệch không nhỏ. Lâm tu nhai sắc mặt bình tĩnh, không ai biết hiện hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, mới nhẹ giọng nói sau khi trận đấu kết thúc, Mới có kết luận a, à, tuy ta cũng cho là Tiêu Viêm đụng đầu phải đá, nhưng hắn cũng đồng dạng có khả năng thắng, trận đấu của hắn và Liễu Kình khó mà biết trước được điều gì. Mấy người bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Liễu Kình, mà lúc này ánh mắt của hắn cũng đang mang một chút mênh mang, chẳng qua, hắn cũng không có biểu hiện sự kích động mạnh như Lâm Tu Nhai, vẻ mặt vẫn bình thản. Bất quá so với sự bình thản của Liễu Kình, Liễu Phỉ bên cạnh cơ hồ thiếu chút nữa nhịn không được nhảy cẫng lên hoan hô hôm qua Diêu Thịnh bại trong tay Tiêu Viêm, nàng đã ôm đầy một bụng tức khí, nguyên rủa hắn gặp phải Liều Kình biểu ca, nhưng lại không nghĩ rằng lời nguyên ứng nghiệm. Niềm kinh hỉ đến đột ngột này làm cho nàng ở trong lòng đắc ý phun ra hai chữ báo ứng. Ai? Ngô Hạo có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, định nói điều gì, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Uy, Tiêu Viêm, ta giúp ngươi đánh cho Liễu Kình nằm bẹp không thể ra chàng a. À. Như vậy ngươi có thể trực tiếp thăng cấp, Tử Nghiên vung vẩy mái tóc đưa ôi ngựa màu tím, hướng về Tiêu Viêm giơ giơ lên nắm tay nhỏ nói: "Ta van ngươi, đối với ta tin tưởng một chút có được hay không?" Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhìn Tử Nghiên, rồi nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ Huân Nhi, sắc mặt những người khác đều có chút trầm trọng, lập tức không khỏi bất đắc dĩ cười nói tuy rằng đối thủ là Liễu Kình, bộ dáng cũng không cần như nhà có tang vậy a. À. Tỷ thí còn chưa bắt đầu mà. Nghe vậy, đám người Ngô Hạo cũng miễn cưỡng cười cười bọn họ biết tiêu viêm rất coi trọng 10 cái danh ngạch này, thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện tình huống bất đắc dĩ này, làm cho trong lòng người thật có chút phiền não. Nhìn mọi người bộ dáng so với mình còn buồn bực hơn, tiêu viêm giờ khóc giờ cười lắc đầu, liễu kình cố nhiên rất mạnh, nhưng khi đánh, ai thắng ai bại còn chưa biết. Lấy thực lực hắn hiện giờ, nếu hoàn toàn tung hết sức, đừng nói là đấu vương cường giả, cho dù là đấu hoàng, tiêu viêm đều có thể khiến đối phương chật vật không chịu nổi. Dù sao, chân chính đại hình Phật nộ hỏa liên, một khi thi triển, ngay cả dược lão đều sợ hãi than thở không thôi về lực phá hoại, không phải là loại tầm thường. Đương nhiên, tác dụng phụ của Phật nộ hỏa liên cũng quá mạnh, không đến thời điểm sống còn, tiêu viêm sẽ không dễ dàng vận dụng, mà thứ này cũng chân chính là con bài tẩy của hắn. Trong sân tiếng xì sầm vang lên một hồi, sau đó, mọi người lại dần dần quay về phía trọng tài đang ngồi. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về tiêu viêm, trong lòng chỉ có thể hy vọng gã thanh niên tuổi trẻ nắm trong tay dị hòa, một lần có thể tạo ra kỳ tích vượt qua ngăn trở của cường giả Liễu Kình, tiến nhập 10 danh ngạch đầu. Trận đầu tỉ thí, Nghiêm Hạo, Tiễn Mạch tiếng Tô Thiên quát nhẹ vang lên, rốt cục không khí giữa sân đang hoàn toàn hướng về Tiêu Viêm rời đi, từng đạo ánh mắt hướng về hai người phía trên đài cao. Ở trước mắt bao người, Nghiêm Hạo đứng lên, vị này vóc người không thể so với dáng gầy của Liễu Kình, mặt không đổi sắc đi vào cao thai bên cạnh, sau đó nhảy xuống trực tiếp dừng giữa sân. Nguồn chuyện, Khi Nghiêm Hạo tiến vào tràng, Tiễn Mạch mập mạp, bất đắc dĩ tiến lên, sau đó cả người thịt béo rung rung đi vào đài cao thân thể hơi co rụt lại một cỗ phong toàn nhàn nhạt, nhạt quanh thân ngưng tụ làm thân thể càng to lớn sau đó giống khí cầu chậm rãi bay vào đấu trường làm mọi người trợn mắt há hốc mồm dáng người như vậy lại tu luyện phong thuộc tính đấu khí vô số người nhịn không được lau mồ hôi lạnh đấu khí phong thuộc tính phiêu giật linh hoạt người mập mạp như vậy tu luyện quả thực làm cho người xem có cảm giác thật đặc biệt tuy rằng hình tượng bên ngoài không được thanh nhã cho lắm nhưng mọi người trong lòng cũng rõ ràng có thể chiếm cứ một trong 10 vị trí đầu tại cường bảng đều là nhân vật có lực khủng bố. Cứ trong mặt mà bắt hình rong sẽ bị tổ trác. Hai người nhập đấu tràng, nhất thời không khí khán đài trở nên nóng như lửa. Hai người đều bài danh cường bảng thập đại cao thủ nên trận đấu này, hứa hẹn sẽ cực kỳ kích thích. Sau một tiếng hô tỉ thí của Tô Thiên, giữa sân hai người đều nhanh chóng rút ra vũ khí. Nghiêm hạo vẫn là sử dụng cự đại thiết chùy có cán đen thùi, mà trái lại tiễn mạch dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người từ trong nạp giới rút ra một nắm kim hoàn có răng cưa màu vàng kim, kích cỡ vẻn vẹn chỉ như bàn tay, nhưng quanh thân có răng cưa sắc bén, mơ hồ ẩn hiện hàn quang. Nghe nói vũ khí này của tiễn mạch được gọi là kim hoàn, khi ném mạnh sẽ tạo thanh thế kinh người, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn tinh chuẩn, mà khi chiến đấu có thể phóng ra 10 chiếc kim hoàn, thì sẽ khiến cho đối thủ cực kỳ đau đầu. Ngô hạo bên cạnh tiêu viêm thấp giọng nói, ô, hứng thú nhíu mày, tiêu viêm không nghĩ gã béo này lại có thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người như vậy, xem ra có thể tiến vào cường bảng thập đại cao thủ, đều có tuyệt chiêu đặc thù a. À. Trên khán đài, Tiễn Mạch chắp tay chào Nghiêm Hạo, cười gượng Nghiêm đại ca, khi đánh cần phải nhẹ tay nha, ngô cương chùy của ngươi, mà nện xuống e rằng thân thể ta đây tại đương trường sẽ biến thành một đống thịt vụn. Đừng nói lời vô nghĩa, Tiễn Mập, ta cũng đã lâu không gặp được ngươi, không biết kim hoàn của ngươi so với trước kia lợi hại nhiều ít. Nghiêm Hạo cười mắng một tiếng, trong tay thiết chùy đen thui vung lên thật mạnh, một cổ âm thanh bén nhọn xé gió vang lên mọi người chung quanh khán đài không nhịn được phải bưng kín lỗ tai. Tiễn mạch trên khuôn mặt thịt rung rung cười hai tiếng, chợt sắc mặt dần dần ngưng trọng, tay phải cầm một thanh kim hoàn, đấu khi nồng đậm trong cơ thể bạo dũng xuất ra, một cổ phong toàn ở quanh thân thành hình, cuối cùng được khống chế hạ xuống ngưng tụ bên ngoài kim hoàn. Hát trong giây lát, một tiếng quát khẽ vang lên, tiễn mạch đột nhiên chấn động cánh tay, kim hoàn lóe ra kim. Quang giống như kim sắc lôi điện trong nháy mắt bắn tới nghiêm hạo. Tốc độ của kim sắc lôi điện thật khủng bố, cơ hồ mọi người chỉ thấy một đường kim tuyến lóe qua ánh mắt, thì tia chớp này đã đánh tới Nghiêm Hạo. Thình thịch, hắc sắc thiết chùy hung hăng đập vỡ mặt đất, nhất thời một khe cỡ cánh tay xuất hiện cấp tốc lan tràn, một cỗ hoàng sắc năng lượng cực kỳ hùng hồn bên trong cái khe bạo bắn ra, vừa vặn đánh chặn kim sắc lôi điện, đem kim hoàn bắn thẳng lên trời. Tiếp tục đi, Tiễn thập hoàn, ngươi còn cử hoàn nữa. Ha ha. Nghiêm Hạo cất tiếng cười lớn, đấu khí trong cơ thể cấp tốc khởi động, da rẻ chợt biến đổi lộ ra màu xám trắng trông như nham thạch. Tiễn Mạch cười khổ hít vào một cái, Nghiêm Hạo tu luyện đấu khí địa thuộc tính, hơn nữa lại là loại hiếm thấy mang tên nham đấu khí, loại này có thể đem thân thể người tu luyện trở nên cứng rắn như nham thạch, vừa vận khắc chế kim hoàn của hắn. Thực lực và thuộc tính đấu khí của Tiễn Mạch đều bị Nghiêm Hạo áp chế, khả năng thắng lợi rất nhỏ, hơn nữa thi triển kim hoàn cực kỳ tiêu hao đấu khí, lấy thực lực hiện tại của Tiễn Mạch, tối đa có thể thi triển được 10 lần công kích cực mạnh, bởi vậy trong nội viện hắn còn có ngoại hiệu là tiễn thập hoàn ngô hạo giống như sướng ngôn viên không ngừng giải thích cho tiêu viêm tiêu viêm khẽ gật đầu loại kim hoàn này rất không thích hợp với loại trận chiến quang minh chính đại chỉ có đánh lén nó mới có thể phát huy toàn bộ uy lực thử ngẫm xem đang lúc hành tẩu giữa núi rừng hoang vu bất thình lình bắn ra một thanh kim hoàn như vậy có làm cho người ta đau đầu cùng sợ hãi không giữa sân rõ ràng tiễn mạch cũng biết nhược điểm của mình nhưng lại không thể có biện khác khác lúc trước sư phụ hắn đã nói nếu hắn đi làm sát thủ có thể nói là như thuyền gặp nước lên còn như cùng người đối mặt khiêu chiến, sức chiến đấu triệt để suy giảm. Kim Hoàn sắc bén liên tiếp trong tay tiễn mạch như tia chớp bạo bắn đến, nhưng mặc kệ công kích của hắn có xảo quyệt đến thế nào lại không có bao nhiêu hiệu quả, với nghiêm hạo bởi vì hắn cơ hồ đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự, cho dù là không ngăn được thì kim hoàn sắc bén cũng chỉ lưu được một dấu xám trắng dài trên thân thể. Tuy nói việc đem toàn bộ đấu khí ra phòng ngự có chút tiêu hao đấu khí, nhưng so với việc tiêu hao đấu khí do thi triển kim hoàn của tiễn mạch còn tốt hơn nhiều. Bởi vậy, hai người chiến đấu, cơ hồ chỉ là loại chiến đấu so đấu khí giữa công với thủ ai hơn, mặc dù đối với một ít đệ tử tầm thường xem ra rất hưng phấn, nhưng đối với đám Tiêu Viêm lại thật nhàm chán. Bởi vì ai cũng biết rằng trận tỷ thí này, Tiễn Mạch đã rơi vào thế hạ phong, rõ ràng hắn đã toàn lực công kích, nhưng căn bản lại không phá được phòng ngự của Nghiêm Hạo. Chiến đấu rằng có gần nửa giờ sau, Tiễn Mạch rốt cục bất đắc dĩ dừng tay, hai thanh kim hoàn cuối cùng cầm trong tay được thu vào, trong ánh mắt kinh ngạc chung quanh, nhấc tay nhận thua không ngoài dự đoán của đám tiêu viêm. Trải qua thời gian chờ đợi ngắn ngủi, đã đến trận chiến đấu thứ hai. Tử nghiên, tần chấn. Thực lực tranh lệch lại càng cách xa. Tử nghiên lắc mình tiến vào giữa sân đầu tiên, hôm qua bị một đầu đấu hoàng ma thú đánh khiến trong lòng nàng tràn đầy cơn tức giận, nên hiện tại nàng đang có nhu cầu kiếm một người để phát tiết. Vì vậy vừa vào tràng, nàng đã sắn tay áo, đôi mắt to đen hung hăng quét qua. Nhìn bộ dáng tiểu nghiên, mọi, người cơ hồ đều có đầu rụt cổ, không ngừng khóc thầm cho tần chấn. Nhưng mà, kết cục sau một thời gian vẫn chưa thấy tần chấn lộ diện, đến khi mọi người không thể kiên nhẫn nữa, thì có một đạo thanh âm yếu ớt vang lên tần chấn, nói hắn bị đau bụng. Trận đấu này không tham gia. Toàn trường chợt yên tĩnh, cái này cũng quá hài kịch a. À, đám người tiêu viêm trả sát khuôn mặt có chút cứng ngắt, tử nghiên trước đến cùng là làm cái cho gì. Tự nhiên lại làm đám cao thủ cường bảng cực kỳ kiêng kỵ thậm chí e ngại. Trưởng lão Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không trách tội, bọn họ đều biết quá rõ tử nghiên, vốn là quái vật tồn tại trên cường bảng cho dù là lâm tu nhai hay liễu kình cũng không dám vuốt dâu hùm huống chi là kẻ khác khụ nếu tần trấn tự mình nhận thua vậy liền bắt đầu trận đấu cuối cùng tranh đoạt danh ngạch thập đại cường bảng tô thiên đứng lên ho khan một tiếng chậm rãi nói theo tô thiên dứt lời từng đạo ánh mắt nhan chóng di rời từ giữa sân lên đài cao cuối cùng dừng lại hai người tiêu viêm và liễu kình trong ba trận hôm nay chỉ sợ trận này mới thật sự được mọi người chờ mong ngựa ô của giải giao phong cùng với cao thủ lão thành trên cường bảng. Trả lời với trích dẫn, chương 569, xôi trào. Sân đấu trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngước nhìn hai người ở trên khán đài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Kình có động tác trước, hắn chậm rãi đứng lên, trong vẻ mặt sùng bái của Liễu Phỉ, bước đi nhìn về phía đài cao bên cạnh, cuối cùng lắc mình nhảy xuống. Trong khi hai chân đáp mạnh xuống đất, Liễu Kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới chỗ tiêu viêm, trong ánh mắt hiện lên chiến y nóng bỏng, trong giải đấu chọn cường bảng này hắn chỉ có coi trọng lâm tu nhai còn những người khác thì chưa bao giờ xem trọng cả nhưng qua hai ngày nay tiêu viêm biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ thực lực bực này cũng đã làm cho cường giả như liễu kình chú ý và coi trọng thêm ít nhiều trước khi có thể cùng lâm tu nhai tỉ thí có thể cùng người được coi là ngựa ô của giải chiến đấu cũng coi như là món khai vị trước bữa tiệc lớn chính vì vậy hắn đối với trận tỉ thí này lại tỏ ra đặc biệt hứng thú theo ánh mắt của liễu kình nhất thời ánh mắt toàn trường đều tập trung tại tiêu viêm, mọi người đều rất muốn biết, người thanh niên bí ẩn này, bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay, khi đối mặt với Liễu Kình, một cường giả đã được công nhận từ lâu, liệu còn có thể bảo trì mạch thắng liên tiếp từ trước tới nay hay không? Cảm thụ ánh mắt chú ý của toàn trường, đám người ngô hạo bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng nghiêng đầu nhìn tiêu viêm bên cạnh. Trước ánh mắt của toàn trường, tiêu viêm không biến sắc, không vì đối thủ là liễu kình mà tỏ ra e ngại, đứng lên, chậm rãi hướng đài cao bên cạnh. Tiêu viêm ca ca cố lên. Phía sau, thanh âm của Huân Nhi nhẹ nhàng vang lên. Vẫn không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay ra phía sau, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ lên mặt đất, ngân quang nhàn nhạt từ lòng bàn chân xuất hiện, thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở giữa sân. Bàn chân nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn với ánh mắt Liễu Kình đan vào một chỗ, bốn mắt đối diện đều có chút cảm xúc khó tả trộn lẫn trong đó. Đối với Tiêu Viêm mà nói, tuy rằng vẫn kiệt lực tránh những cường giả như Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, trực tiếp đối chiến bởi vì hắn muốn đi vào nhóm người người đứng đầu vẫn lạc tâm viêm đối với hắn quá mức trọng yếu hắn muốn tuyệt đối không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cho nên trước tới nay hắn vẫn đều cố gắng tránh được thì tránh nhưng hiện giờ muốn tránh cũng không thể tránh được nhưng thật ra chân chính trong tâm hắn cũng xuất hiện chiến ý nóng bỏng tiêu viêm đối với chiến đấu cũng rất ham muốn tuy rằng không có điên cuồng như ngô hạo nhưng có thể gặp được cường giả chân chính hắn cũng sẽ cảm giác được chiến ý mãnh liệt trong cơ thể nếu chiến đấu là không thể né tránh, có lẽ phải hoàn toàn mà đấu một trận a." Tiêu Viêm thật sâu thở ra một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, "Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Ánh mắt đang nhìn chăm chú, Liễu Kình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, cũng giống như khí thế bản thân mang theo một cỗ ý tư sắc bén bá đạo. "Ta sẽ tung toàn bộ thực lực của ta ra đó." Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nắm lấy chuôi huyền trọng thước sau lưng, đột nhiên kéo ra, trọng thước chỉ xéo mặt đất, kinh phong áp bách mang theo thanh âm ồ ô, ô vang lên. Liễu Kình nhìn trọng thước trong tay Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên một chút kinh dị, lúc trước xem Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu, hắn đã biết chuôi trọng thước thật, lớn này có chút không bình thường, hiện giờ đích thân đối mặt nó, nghe được tiếng xé rách không khí áp bách vang lên, trong lòng hắn lại càng xác thực, có lẽ cùng với liệt sơn thương, nó cũng có sức nặng cực kỳ lớn. Khó trách trọng thước sau khi rời tay, thế công của hắn không những giảm mà lại còn tăng lên, thì ra hắn thường xuyên đặt trọng thước trên lưng để tu hành trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc liễu kình đối với tiêu viêm lại càng xem trọng có thể kiên trì không ngừng sử dụng phương pháp này tu hành nếu không phải là hạng người cứng cỏi thì thật khó có thể duy trì ý niệm trong đầu xoay chuyển nhưng liễu kình cũng không lập tức sử dụng liệt sơn thương luôn ở sau lưng song trưởng thật lớn chậm rãi chuyển động khi thì co lại khi thì giãn ra hình thành một trào kỳ dị với độ cong cổ quái không phải nói ta khinh thường ngươi nhưng liệt sơn thương phải gặp đối thủ có tư cách mới có thể đưa ra Hy vọng ngươi có tư cách buộc ta phải dùng nó." Chào thủ trước mặt đột ngột phát kình, kinh khí mãnh liệt bắn xuống lưu lại trên mặt đất bốn cái rãnh nhỏ, Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm nhàn nhạt, nhạt nói, "Tiêu Viêm cười không đáp, đối với loại người cường đại như Liễu Kình, trừ phi biểu hiện thực lực chân chính làm cho đối phương coi trọng, nói cách khác, hắn là người lấy thực lực để nhìn người, Tiêu Viêm nghĩ thầm, nếu không có mấy trận đấu trước đã biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ hiện tại Liễu Kình ngay cả những lời này cũng lười nói ra. Giữa sân hai người nói chuyện, dưới khán đài đều nghe thấy. Nhưng mọi người không cảm thấy Liễu Kình kiêu ngạo mà ngược lại trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là phách thương Liễu Kình, với khí phách như vậy, trong nội viện mấy người có thể là đối thủ, mà có thể nói, thực lực quyết định tất cả, nếu Liễu Kình không có thực lực cường đại, chỉ sợ nói ra như vậy mọi người sẽ mắng ta rằng hắn cuồng vọng tự đại trên khán đài. Ánh mắt Liễu Phỉ nhìn bóng dáng to lớn đứng giữa sân, cỗ khí thế bá đạo sắc bén làm cho nàng cảm thấy an toàn và vô cùng ái mộ. Hừ, hay lắm, xem biểu ca ta đánh bại tên kia như thế nào. Liễu Phỉ đột nhiên hử nhẹ một chút, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Thịnh nói: "Lấy thực lực của lão đại tất nhiên là có thể dễ dàng đánh bại hắn, hắn thủy chung vẫn chỉ là một con sông nhỏ, sao có thể thành đại dương rộng lớn được." Diêu Thịnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong sân, thất bại lần này đối với hắn là một đả kích không nhỏ, mà hắn vốn là người hẹp hòi, tự nhiên nhằm vào Tiêu Viêm để phát tiết thất bại, thế nhưng, hắn lại quên mất một điều, hắn chính là thất bại trong tay Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm không trở thành đại dương được vậy hắn trở thành cái gì? Diêu Thịnh nói lời này, càng làm cho vẻ đắc ý trên mặt Liễu Phỉ thêm nồng đậm, đôi mắt đẹp khẽ liếc về phía cô gái áo xanh ngồi tại đài cao đối diện, hơi cắn môi, lấy góc độ nữ nhân mà nói, dung mạo đối phương làm cho ngay cả nàng cũng phải thẫn thở, nhìn không ra bất cứ tì vết gì, nhưng chính bởi vì đối phương quá hoàn mỹ, nàng mới trở nên ghen tị vô cùng, lời này một chút không giả. Ở trên đài cao, khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán khe khẽ, tại vị trí trọng tài, Tô Thiên hơi phất tay, trên khán đài trở nên im lặng, ánh mắt nhìn hai người đối diện giữa sân với thực lực của tô thiên cũng không khỏi có chút chờ mong hai người này tuy rằng có vẻ tranh lệch thực lực rất lớn bất quá trận đấu vẫn chưa bắt đầu có lẽ nhiều người sẽ cho rằng liễu kình sẽ là người chiến thắng nhưng với kinh nghiệm nhiều năm hắn biết phần thắng của tiêu viêm không phải không có nhưng trận đấu sắp diễn ra này với ánh mắt lọc lõi như hắn nhưng cũng nhìn không ra ai thắng ai thua bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun vn nếu thí sinh đã có mặt đầy đủ thì ta tuyên bố trận đấu tranh vị trí cuối cùng trong 10 người chính thức bắt đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, Tô Thiên từ tốn, trong ánh mắt mong chờ của mọi người nhàn nhạt, nhạt nói. Sau khi Tô Thiên nói xong, không khí trở lên sôi sục bao phủ khắp toàn trường, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào hai người giữa sân, bọn họ đều biết, trận quyết đấu hấp dẫn nhất trong giải đấu năm nay sắp sửa triển khai. Giữa sân, sau lời Tô Thiên, một cỗ khí thế vô cùng bá đạo, trong giây lát từ trong cơ thể Liễu Kình toát ra, cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ làm cho người xem, cho dù ở xa chiến trường cũng cảm thấy hô hấp khăn. Theo kim sắc đấu khí trong cơ thể liễu kinh bộc phát, trảo thủ to lớn tự hồ vào thời khắc này lại tiếp tục phóng đại, ngón tay hơi gập lại, phát ra những tiếng kêu lách cách. Trảo thủ gấp khúc thành độ cong quỷ dị phóng tới, nhất thời, không khí xuất hiện một trận dao động, tại nơi tay chảo đi qua không khí thoáng vặn vẹo rồi biến mất. Tuy rằng mọi người không trực tiếp đối mặt một trảo này, nhưng có thể từ trong cỗ khí thế bá đạo mà liễu kình, phóng thích cảm giác được sức ép mãnh liệt bởi vậy không ít người đối với tiêu viêm như cũ vẫn đứng thẳng giữa sân sắc mặt bình thản mà cảm thấy bội phục trong tay nhanh chóng xuất động kết ấn trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh xuất hiện không khí đột nhiên nóng hơn rất nhiều làm cho khí thế của liễu kình thoáng rung động thanh hỏa tam huyền biến thanh liên biến trong lòng quát khẽ thân thể tràn ngập ngọn lửa màu xanh đột nhiên thu vào cơ thể sau khi ngọn lửa được thu vào khí thế tiêu viêm cũng tăng vọt tuy rằng chưa thể cùng liễu kình so sánh nhưng cũng không tỏ ra quá yếu nhược mà còn có thể rằng có một trận. Chiến đấu mới bắt đầu, tiêu viêm đã đem thiên hỏa tam huyền biển, thi triển, có thể thấy hắn đối với thực lực của liễu kình rất coi trọng. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu không sử dụng thiên hỏa tam huyền biến đem thực lực tăng lên, chỉ sợ vừa tiếp xúc, có lẽ sẽ bị thất bại thảm hại. Dù sao, đã bước một chân vào cấp độ đấu vương, thực lực của liễu kình so với các đấu linh khác mạnh hơn rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí hùng hồn chạy ầm ầm như thác chảy, Tiêu Viêm thở ra một hơi, cánh tay hơi động, cả tay áo lúc này giống như một khối thiết, trọng thước chỉ xéo mặt đất, thanh hỏa đấu khí bao phủ bên trên phát ra những tiếng động khác thường, kinh phong vô hình nóng cháy, đem mặt đất gần đó thiêu đốt. Ánh mắt chậm rãi nhìn lên, nhìn đấu khí của Liễu Kình đối diện, trong giây lát, một âm thanh quát khẽ vang lên, mơ hồ truyền ra một tiếng sấm, một bóng đen kéo hắc thước mang chiến ý hung hãn phóng về phía trước, trong ánh mắt rực cháy chiến ý, hướng tới Liễu Kình đang đứng im bất động bắn tới với tranh lệch thực lực như vậy, nhưng tiêu viêm lại dám phát động công kích trước, chỉ với phần dũng khí này làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Mấy chục thức khoảng cách, cơ hồ trong nháy mắt bị thu hẹp, trong sân, hai người nháy mắt tiếp cận, đối mặt nhau, cỗ chiến ý tích tụ từ lâu, lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. chương 570, bát cực băng đối phách quang trảo. Hai đạo nhân ảnh, trong vô số ánh mắt chăm chú của mọi người, giống như vẫn thạch va vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm đấu khí tràn ngập khắp trời. Suy, Tay cầm trọng thước cắt qua không khí, giống như một tia chớp màu đen mang theo kình phong dao động hung hãn, hung hăng đập xuống trước mặt Liễu Kình đang đứng bất động, kình đạo thật mạnh, ngay cả không khí dưới thân thước đều bị thổi đi, tiếng nổ trầm thấp cực lớn vang lên, giống như mặt đất nổ mạnh, nặng nề xuyên qua hai người. Kình phong mãnh liệt áp bách làm cho quần áo Liễu Kình ép chặt vào da, nhưng khuôn mặt vẫn không vì trọng thước đang hung ác chém đến mà biến đổi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn. Khi trọng thước chỉ còn cách đầu vẻn vẹn có nửa thước, liễu kình cước bộ trái phải tùy ý nhẹ nhàng rời từng bước trọng thước ầm ẩm hướng bà vai liễu kình hạ xuống nhưng chưa kịp đắc thủ thì đột nhiên liễu kình tay trái hướng đến bên phải chụp một cái nhìn như là tùy ý chụp nhưng lại là cực kỳ chuẩn xác trước khi trọng thước hạ xuống chụp lấy thân thước phía trên nhất thời một cỗ kình lực cường hãn hung bạo xuất ra đem trọng thước đánh bay xa một khoảng vừa vặn đem thế công của tiêu viêm ngăn trở lại trọng thước và thế công bị hóa giải tiêu viêm khí thế trong nháy mắt bị đình trệ mà Liễu Kình lại âm thầm đưa lòng bàn tay hướng xuống đất, ngón tay khẽ cong lại nhìn như một loại thú trào cực kỳ sắc bén, cánh tay vung lên, xung quanh trào sắc bén đó bao bọc một cỗ kình phong lãnh hàn, hướng ngực Tiêu Viêm đánh tới. Khi trọng thước bị đẩy ra, Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt phản ứng, tay trái như tia chớp vung ra, năm ngón tay nắm chặt, đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ ở lòng bàn tay, hung hăng đánh ra, vừa vặn cùng một trảo sắc bén kia va chạm mãnh liệt. Ầm! Um, một quyền một trảo hung hăng va chạm, chợt tiếng nổ trầm thấp từ điểm tiếp xúc vang lên kinh khí dao động nổi lên từng trận nhanh chóng hung bạo khoách tán ra bốn phương tám hướng tách thân thể tiêu viêm run rẩy kịch liệt một trận cước bộ vội vàng lui về phía sau mỗi bước chân đều làm cho bề mặt sàn đấu cứng rắn xuất hiện những vết nứt như thế liên tục sau vài bước tiêu viêm tại yết hầu khẽ hừ một tiếng chân phải hung hăng đạp xuống làm cho sàn đấu cứng rắn nơi đó trong nháy mắt bị phá tan thành những mảnh cực nhỏ rơi xuống đất đem kinh khí vừa rồi trong tay hoàn toàn tiêu trừ Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Liễu Kình cách đó không xa, đối mặt va chạm, thực lực đối phương cơ hồ hơn hẳn một bậc. Thầm hít một ngụm khí lạnh, Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Kình đang đứng bất động đối diện, trong lòng hắn rõ ràng người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, càng kéo dài thời gian càng thêm bất lợi, cho nên muốn tăng phần thắng hắn chỉ còn cách trong thời gian ngắn nhất công kích thật mạnh. Tuy nói trong lòng đã biết được chiến thuật đối với mình có lợi nhất, Tiêu Viêm vẫn có chút đau đầu. Liễu Kình không phải là một đối thủ tầm thường, chỉ cần chính mình thoáng lộ ra sơ hở, thì sợ sẽ phải đối mặt với Cùng Phong vũ bão công kích điên cuồng, chính mình là đợi cơ hội tốt nhất ra tay, sao đối phương cũng không tương tự. Làm người ta buồn bực nhất là, đối phương cũng có đủ thời gian sức lực nhàn nhã chờ tiêu viêm khí thế suy kiệt, có thể hắn lại là chờ cơ hội nhất định lấy được công kích hiệu quả, sau. Khi thẩm tính toán, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong. Trong lòng cười khổ một tiếng đem ý nghĩ lung tung trong đầu vứt đi, tiêu viêm nắm chặt chuối thước, ánh mắt híp lại nhìn đối phương cũng đồng dạng đang chăm chú nhìn mình. Một lát sau, tiêu viêm thân thể hơi hướng về phía trước một chút, bàn chân đột nhiên đạp mặt đất một cái, nhất thời cả người bay lên xoay tròn cách mặt đất nửa thước, mà theo thân hình xoay tròn, trọng thước trong tay đột nhiên rời ra, mang theo một lực đạo cực kỳ bé nhọn xé gió mang theo kình phong áp bách, giống như một tia chớp đen mơ hồ, phá không hướng liễu kình bắn tới. Tiêu viêm thình lình phóng thước công kích, Ánh mắt Liễu Kình lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá sắc mặt không mấy dao động. Song trưởng co lại, cước bộ không ngừng tiến tới, từng bước ầm ầm hạ xuống, chảo thủ có chút lớn lên. Bao quanh là một cỗ đạm kim sắc đấu khí nhàn nhạt đấu khí màu vàng nhạt. Nhất thời chảo thủ đang thấy rõ ràng chỉ còn là một đoạn bóng đen mơ hồ. Được đạm kim đấu khí bao bọc, Liễu Kình chảo thủ đột nhiên nắm chặt, tia chớp đen mơ hồ kia chợt đình trệ giữa không trung. Tuy rằng chảo thủ đã kẹp lấy trọng thước nhưng Liễu Kình cả người vẫn bị một cỗ kinh lực hung hãn chấn lui về phía sau vài bước sau đó mới đem kinh khí ẩn chứa trong trọng thước hóa giải đi. Chỉ vẹn vẹn bằng một chảo có thể tiếp được trọng thước lực đủ, để đánh nát tả tơi một khối núi đá, không thể không nói người này thực lực thật có chút khủng bố. Năm ngón tay gấp khúc thành một độ cong quỷ dị, vừa vặn từng đầu ngón tay đều tiếp xúc với trọng thước, kỹ thuật xảo diệu, hơn nữa đấu khí cả người hùng hậu, vì vậy mới có thể dễ dàng tiếp nhận công kích của tiêu viêm. Tay phải kẹp lấy trọng thước ẩn chứa sức nặng khủng bố, nhất thời sắc mặt liễu kình biến đổi, Tuy hắn sớm dự đoán trong thước này sức nặng không thấp, nhưng hôm nay nắm nó trong tay hắn mới có chút kinh ngạc phát hiện, thước này so với liệt sơn thương của hắn còn nặng hơn rất nhiều. Trong lòng vừa có chút kinh ngạc nổi lên, một cảm giác khiếp sợ ngay sau đó nhanh chóng xuất hiện, bởi vì nắm trong tay trọng thước, Liễu Kình phát hiện nguyên bản đấu khí đang lưu chuyển cực kỳ thông thuận, trong cơ thể đột nhiên trì trệ. Trọng thước này có điều cổ quái. Trong lòng một ý niệm nhanh như tia chớp hiện lên, Liễu Kình liền buông tay, trọng thước vô lực rơi xuống trọng thức rơi xuống, bỗng nhiên có một tiếng sấm rất nhỏ vang lên. Liễu Kình nhướng mày, nháy mắt ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một bóng đen quỷ dị xuất hiện gần trong gang tấc. Bóng đen đó lợi dụng Liễu Kình lúc đang thất thần vì huyền trọng thức kia mà phóng tới, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Bát cực băng. Một tiếng quát trầm thấp đột một vang lên, nắm tay Tiêu Viêm hung hãn hướng Liễu Kình đập tới, kình phong tăng vọt, trên đường vang lên không dứt tiếng không khí nổ trầm thấp, giống như tiếng pháo vang lên trong tay mọi người so với lần công kích điên cuồng lúc trước ánh mắt liễu kình cũng hơi hơi híp lại hắn có thể cảm ứng được lần công kích này của tiêu viêm hung hãn vô cùng đúng là chiêu cận chiến cường hãn công kích đã đả bại bạch trình diêu thịnh muốn dựa vào chiêu này đả bại ta còn yếu một chút bất quá đối với đấu ký cận chiến này của nươi ta thật muốn nhìn một chút có thể cùng đại liệt phách quan trảo của ta chống đỡ được không trên khuôn mặt hiện lên một chút tươi cười liễu kình trảo thủ đột nhiên cong lại một độ cong quỷ dị đạm kim sắc đấu khí lượn lờ ở đầu ngón tay, tụ hợp lại thành những mũi nhọn lạnh lẽo. Đại liệt phách quang trảo, tâm trảo hướng đất, chớp mắt Liễu Kình đã thu hồi khuôn mặt tươi cười, cánh tay vung lên, trảo thủ hung bạo bắn ra, kình phong vô hình ở đầu ngón tay như ẩn như hiện quang mang, thanh thế cực kỳ kinh người, có chút không thể không so được với bát cực băng của Tiêu Viêm. Nhìn giữa sân hai người chọn giao chiến cận chiến, trên khán đài đều vang lên từng trận kinh hô, tất cả mọi người đều nhìn ra cả hai đối thủ ai cũng am hiểu cận chiến, bọn họ cũng đồng dạng hiểu rằng, cận chiến so với chiến đấu bằng vũ khí thoáng có chút máu tanh cùng điên cuồng, đương nhiên nam nhân đối với chuyện này tựa hồ không có bài xích, đột nhiên thần tình đám đệ tử đổi hồng. Đám người Ngô Hạo lúc này cũng là đứng bật dậy, loại chiến đấu này, chỉ cần một cái sơ ý sẽ trọng thương, dẫn đến thua cuộc ngay, tuy bọn họ đối với Tiêu Viêm cận chiến công kích đã có kiến giải, nhưng Liễu Kình cũng là một cao thủ trong lĩnh vực này a. À? Tiêu Viêm đấu kỹ công kích cận chiến này, chỉ sợ cấp bậc không hề thấp hơn so với đại liệt phách quang trảo bất quá không biết va chạm trực tiếp thế này, có địch nổi không? Nghiêm hạo hơi chút ngưng trọng nhìn tiêu viêm bị bao bọc trong kình phong, bỗng mở miệng nói. Bạn đang đọc truyện tại kép. Chuyện phun lâm tu nhai mắt không chớp nhìn vào giữa sân, nghe được nghiêm hạo nói, chậm rãi lắc đầu, sợ là không thể, ta từng vài lần thấy tiêu viêm thi triển loại đấu kỹ này, lực bạo phát đích sắc mạnh, nhưng luận đến tính bùng nổ sau đó, so ra lại kém đại liệt phách quang trảo, dù sao liễu kình tại chiêu này đã rèn luyện đến mức lô hòa thuần thanh, nếu liễu kình đem công kích của tiêu viêm đánh xuống dưới sau lại phản kích chỉ sợ tiêu viêm sẽ bị nguy cơ bị đánh bại nghe vậy một bên mấy người nghiêm hạo hàn nguyện đều khẽ gật đầu ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn giữa sân va chạm nháy mắt bùng nổ trong vô số ánh mắt chăm chú nhìn xuống giữa sân kia ẩn chứa lực phá hoại rất mạnh một quyền một chảo mạnh mẽ va chạm ầm tiếng không khí nổ to vang lên giữa không trung đột ngột một cỗ kình khí gió lốc theo giữa hai người va chạm hung bạo nổi lên hung hãn lướt qua sân đấu chịu không nổi không ngừng chuyển lại tiếng nứt răng rắc từng cái khe nhỏ như mạng nhện từ dưới chân hai người cấp tốc lan ra gió lốc kinh khí tạo thành lực phá hoại khủng khiếp trên khán đài vang lên thanh âm một trận nuốt nước miếng đây chỉ thuần túy là lực lượng cơ thể a à, nhưng lực phá hoại lại như vậy khủng bố khu vực giữa sân một quyền một chảo như dính liền nhau một cỗ vô hình kinh khí không ngừng theo lòng bàn tay hai người xuất ra sau đó mọi người thấy sàn nhà cực kỳ rắn chắc kia nhanh chóng văng tung tóe thành những mảnh cực nhỏ thậm chí cuối cùng mảnh nhỏ trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt Liễu Kình đối diện vẫn như cũ không chút thay đổi, cánh tay của Tiêu Viêm run lên nhè nhẹ, lúc hai người va chạm nhau, cỗ phản lực kia cơ hồ làm cánh tay hắn lâm vào chết lặng, tâm tình cũng thoáng trầm xuống một chút, trước kia dùng Bát Cực Băng vẫn thấy được ít nhiều hiệu quả, nhưng bây giờ Tiêu Viêm có thể cảm ứng được, ám kình Bát Cực Băng vừa mới xâm nhập vào cơ thể Liễu Kình, liền bị một cỗ cương mãnh kình khí nhanh chóng đánh tan tác. Kình khí Bát Cực Băng, sinh ra cấp tốc tiêu giảm, mà thủ trào cực đại kia vẫn không có dấu hiệu thả lỏng. Lực bạo phát lúc đầu có mạnh, nhưng tiếp sau thì không đủ, Liễu Kình đang yên lặng như tượng đá đột nhiên chậm rãi mở miệng, hướng về Tiêu Viêm cười, nhàn nhạt nói, sợ là phải kết thúc ở đây thôi. Thanh âm vừa xuất, thủ trảo mạnh mẽ quỷ dị nhấn một cái, nháy mắt thoát khỏi cánh tay Tiêu Viêm ngăn trở, bắn thẳng đến ngực, trảo phong sắc bén vô cùng, nếu Tiêu Viêm bị đánh trúng, kết cục bại là chắc chắn. Vẫn chưa hạ tay trái, Tiêu viêm sớm có chuẩn bị, nhanh chóng kết ấn, miệng mỉm cười, thanh sắc hỏa diễm nóng cháy trong cơ thể hung bạo ra, mà theo đó, khôi giáp bằng lửa không thể phá vỡ đột ngột bao lấy cả người tiêu viêm. Điều đó chắc gì đã đúng,